Morning teacher. Okay. Chúng ta check đường truyền ổn không các bạn? Các bạn kiểm tra nếu các bạn vẫn nghe tôi ổn, các bạn cho tôi một cái tín hiệu trong cái khung chat đi ha, cho tôi một cái icon gì đó nha, chứng tỏ là chúng ta có tương tác với nhau các bạn. Để con mình tôi cảm giác lạc lõng quá các bạn ạ. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với practice số 1 ha các bạn. Như tôi có chia sẻ, hôm nay chúng ta có hai cái practice số 1 và số 2. Giờ chúng ta sẽ lần lượt đi theo thứ tự từ cái practice số 1 trước. Có nhờ các anh chị in ra và làm trước rồi, tại vì nó có một cái phần bài đọc. Nếu các anh chị làm trước ở nhà thì mọi thứ nó sẽ ok hơn ha. Còn nếu không có thời gian để làm thì thôi chịu khó, làm chung với tôi ha. Now look at the first exercise. Dạng bài tập đầu tiên trong cái practice này đó chính là dạng synonym, tìm một cái từ đồng nghĩa ha các bạn. Như tôi có nói với các bạn trong cái ngày hôm qua, trong handout ngày hôm qua, với các dạng bài tập đồng nghĩa thì chúng ta sẽ không dịch cả cái câu ra để chúng ta làm đâu. Các anh chị chỉ cần nhìn vào cái từ được gạch dưới, nhìn bốn cái thành phần A, B, C, D và chúng ta chốt đáp án. Bởi vì cái điểm nhấn của bài tập đồng nghĩa chính là từ vựng nha các anh chị. Mà từ vựng thì chúng ta chỉ có hai cửa thôi, biết hoặc là không biết nha. Từ vựng nó không giống như ngữ pháp mà các anh chị có thể loại suy rồi có thể đoán được này nọ dựa vào cái ngữ cảnh, không có nha, chỉ có biết hoặc không biết thôi. Đã không biết rồi thì có ngồi tới chiều cũng không biết nha các anh chị, nên là dính đến từ vựng thì chịu khó học bài. Ok, chẳng hạn như câu số 1. Seabases lens, người ta hỏi đồng nghĩa của seabases lens ở đây là gì ha. Seabases lens là tuyến bã nhờn nha các anh chị, tuyến bã nhờn, và đồng nghĩa với nó là cái oil lens nha các anh chị, oil lens nha. Cứ không phải cái câu nào mà có cái lựa chọn là tất cả đều đúng là các anh chị chọn nha các anh chị, cẩn thận nha. Còn cái sweat glands với là pseudo reference glands nó là đồng nghĩa của nhau, câu A và câu B là đồng nghĩa của nhau nha. Đó là tiếng mồ hôi nha, sweat glands. Chúng ta đọc cái mồ hôi đọc là sweat, nên các bạn mình không đọc là sweet. Sweet là ra là kẹo ngọt thôi, mới là sweet, còn sweat nó không có ngọt nổi đâu nha. Pseudo reference glands, ok, chính là cái thuật ngữ của nó, của chữ sweat nè các bạn nha. Nên câu A với câu B vốn là đồng nghĩa của nhau. Còn cái sebaceous glands thì đồng nghĩa với nó là oil glands nha. Chỉ có điều một cái chúng ta gọi là medical jargon hay là medical term, còn một cái kia chúng ta gọi là common term, vậy thôi nha. Yellow skin là vàng da, tình trạng vàng da nha. Thì ở đây chúng ta có từ là jaundice, ok, jaundice. Biết thì đã chọn liệt rồi, còn không biết thì các anh chị có ngồi mà đoán cỡ nào cũng không ra được cái mấy cái chữ này hết nha. Jaundice, ok, yellow skin or jaundice. Yellow skin mình tính nó là common term, còn cái jaundice mình gọi nó là medical jargon hoặc medical term đó các anh chị, là thuật ngữ thông thường hoặc là thuật ngữ nữ y học. Câu số 3 hỏi chúng ta đến ba cái từ đồng nghĩa. Thigh bone, thigh là cái đùi nha các bạn, đọc là thigh, đọc âm ai, thigh. Thigh bone, patella, patella bánh chè nè, tibia nha, chày, ok. Đồng nghĩa của thigh bone, patella và tibia là gì nha? Chúng ta chốt đáp án của mình đó là câu A. Giờ femur, đọc là femur nha, đùi, xương đùi đó, chúng ta đọc là femur. Giờ patella thì đồng nghĩa với là kneecap nha, kneecap. Còn tibia thì đồng nghĩa với là shin bone, ok.
Thigh bone là femur, đó là xương đùi. Patella hoặc là kneecap thì đó là bánh chè. Các chị tibia hoặc là shin bone thì đó là xương chày. Rồi, hip bones, ok, thì đồng nghĩa với nó là coxie, coxie. Ok, coxie, chứ không phải là thigh bones ở chỗ này hay các anh chị, coxie hoặc là hip bones, ok. Carpals, tarsals, bàn tay, bàn chân dùng phải, White blood cells thì quá dễ với chúng ta, đó là bạch cầu. Hồng hồng cầu thì chúng ta có erythrocyte hay là red blood cell, cầu bi là hồng cầu nha các bạn. Còn cái bạch cầu thì chúng ta chọn cái leukocyte. Còn osteocyte là tế bào xương, không phải thrombocyte, không phải nha, tiểu cầu không phải nha. Đó. Nên nếu là đồng nghĩa thì cái cách làm của chúng ta nó là như vậy nha các anh chị nha. Chứ chúng ta không ngồi chúng ta dịch ra nguyên một câu là Within the marrow of bone. Rồi chúng ta hỏi ồ marrow là cái gì, hematopoietic stem cells là cái gì, nó không có dính dáng gì cả nha. Nhìn thẳng cái từ được gạch dưới và nhìn bốn cái lựa chọn nha. Biết thì đã biết rồi, còn không biết thì thôi chịu thua. Ok, không biết thì phải chịu học. Đến dạng bài tập thứ hai, dạng MCQ. Cái dạng MCQ á, thì điểm nhấn của nó vừa có ngữ pháp, nó vừa có từ vựng. Nên những câu nào về ngữ pháp thì chúng ta có thể xử lý bằng cách loại loại trừ được, loại suy được. Còn những câu nào mà còn về từ vựng thì chịu khó cũng phải học từ nha các bạn. Rồi, như câu số 1 nè. Vị trí này chúng ta cần một cái tính từ nha. Chắc chắn sau động từ to be nè các anh chị. Nè, nó có cái chữ less nữa. Rồi nó có cái chữ of ở đây nữa thì chúng ta khẳng định vị trí này là vị trí của một cái adjective và adjective nó đi được với giới từ of. Nhưng mà xui cho mình, ở đây cũng có nhiều cái tính từ mà nó đi được với từ of, chẳng hạn như conscious of nè, nhận thức về cái gì đó. Afraid of là sợ cái gì đó nè, aware of cũng là nhận thức, ý thức về cái gì đó nha. Có nghĩa là nó có những cái từ này đi được với từ of, là mình chỉ loại được cái từ là alex nó thôi. Like the beating of our hearts and their of our foot. Ok. Sau mạo từ the và đứng trước giới từ of thì chúng ta khẳng định ban đầu là chúng ta cần một cái noun ở đây. Nhưng mà một lần nữa lại xui cho mình nữa. Cả bốn cái từ construction, ingestion, digestion và destruction nha, ok, đều là danh từ hết. Nếu chúng ta nhìn vào cái formation này của nó nè nha, nó đều là danh từ hết, T-I-O-N nè các anh chị. Nhưng nha các anh chị coi nè, the beating of our hearts and their of our foot, nó có dính dáng đến cái chữ foot ở chỗ này nữa nha. Vậy thì các anh chị không thể nào mà dùng cái chữ construction mà đi với foot được nha các anh chị. Loại nó nè, construction là xây dựng mà, cấu trúc mà, còn cái destruction là destroy, là phá hủy mà, không phải luôn nha các anh chị nha. Rồi còn lại cái ingestion và digestion. Ingestion và digestion thì ở đây chúng ta chốt đáp án cuối cùng của mình, đó là câu C. Aware of là nhận thức về, ý thức về cái gì đó, và digestion đó là sự tiêu hóa nha, sự tiêu hóa thức ăn. Câu số 2. Câu này là check chúng ta về từ vựng nè các anh chị nha. Các cái loại cơ, the muscles nha, chữ này chúng ta đọc là muscles nha, cơ thì mình đọc là muscle. Thì mình có intercostal muscles là cơ liên sườn nè. Rồi, cobi rectus abdominis, cơ bụng thẳng nè, cơ sáu múi đó các anh chị, bụng thẳng nha. External oblique đó là cơ xiên ngoài nè. Và biceps femoris đó là nhị đầu cánh tay nè. Đó. Cái chỗ trống đầu tiên là một cái chỗ trống về từ vựng nha. Đây là tên của các cái loại cơ. Vậy thì các anh chị phải coi cái chức năng của nó là gì, cái main function ở đây của nó là gì nè. To flex and rotate the trunk, also support and protect the internal organs, nội tạng nè, of the abdomen, such as the liver, there and the stomach. Ok. Ở bên này á, cái chỗ trống thứ hai á thì nó lại có cái từ gợi ý là internal organs, nội tạng nha, ở cái ổ bụng, ở khoang bụng, chẳng hạn như liver và cái gì nữa, và cái stomach. Ok, và cái stomach nha. Ở đây một là mình phải coi về cái chức năng của nó. Ok, vậy ở đây chúng ta chốt đáp án của mình là câu C.
External oblique nha, external oblique muscles, đó là cơ xiên ngoài hay là cơ xiên chéo đó các anh chị nha. Và đáp án thứ hai của chúng ta là the intestines, ruột nha. Intercostal muscles là cơ liên sườn hay các bạn, rectus abdominis đó là cơ thẳng bụng, và cái biceps femoris đó là nhị đầu cánh tay nha. Câu đó là câu về từ vựng thì chúng ta cũng phải chịu khó chúng ta nhớ rồi. Number 3, câu số 3. The problem, the blockage can be inside or outside the intestine. Các anh chị coi nè. Cái can be này nè, chính là động từ chính của câu. Nó đã là động từ chính của câu rồi nha. Và cái chủ ngữ thực sự đi với cái can be đó đó là cái chữ the problem nè các anh chị. Còn cái trong cái ngoặc vuông này của tôi nè, đây chính là một cái mệnh đề quan hệ nha. Cái nguyên nhân, cái vấn đề mà gây ra cái sự tắc nghẽn đó đó có thể là đó nha, giữa cái chủ ngữ với động từ nó chen giữa bởi một cái mệnh đề quan hệ với chức năng là bổ nghĩa cho cái từ the problem. Nó giống vai trò như là complement giữa bổ ngữ, giống như ngày hôm qua tôi nói đó các anh chị. Nếu chủ ngữ mà nó nằm kế bên động từ thì chúng ta nhìn ra rất là dễ. Tuy nhiên, có những cái thành phần bổ ngữ nó nằm chen giữa chủ ngữ với động từ thì chúng ta cũng phải nhìn ra được nha, chúng ta cũng phải nhìn ra được để chúng ta mới chia được động từ. Vậy can be là động từ chính của câu, vậy thì chỗ trống đầu tiên không thể là động từ chính của câu mà là động từ trong mệnh đề quan hệ. Mà nếu là động từ trong mệnh đề quan hệ thì câu đầu tiên tôi loại đó là câu A. Ok, bởi vì động từ trong mệnh đề quan hệ nó có hai dạng tồn tại. Một là tồn tại dưới đại từ quan hệ nè, phía sau đại từ quan hệ thì nó phải chia. Còn hai là nó phải rút gọn. Rút gọn thì có hai cách rút gọn, một là verb in, hai là cái V3 VD. Nên là câu A, khi chúng ta khẳng định đây là động từ trong mệnh đề phụ thì chúng ta loại câu A đầu tiên nha. Rồi chủ ngữ của mình là the problem nên là that causes cũng được nè, which cause là không đúng, loại luôn câu C. Khi chủ ngữ của mình có nghĩa là đứng trước cái đại từ quan hệ là which á, mà là chữ the problem là số ít nè, thì cái chữ cause ở đây giữ nguyên là sai luôn thấy các bạn nha. Vậy thì chúng ta loại tiếp tục câu C. Ok, chỉ với cái phân tích ở ngay chỗ trống đầu tiên thì chúng ta loại câu C. Tiếp tục chỗ trống thứ hai, tôi rất thích những cái từ như and nè nè, or nè, đó là cấu trúc song song, song song với cái nào, song song với cái chữ fill ở phía đằng trước mà fill đang là động từ nguyên mẫu. Vậy thì chỗ này chúng ta chốt đáp án của mình đó là câu D. Động từ nguyên mẫu thì làm sao chúng ta chọn cái blocking được ha các bạn. Cái tô màu vàng của tôi trong bốn cái lựa chọn là cái mà chúng ta loại suy đó các bạn nha. Còn cái màu đỏ là cái chúng ta chốt đáp án cuối cùng. Đó. Câu số 3 chúng ta xử lý về ngữ pháp là ra được nha. The problem causing the blockage có nghĩa là cái nguyên nhân mà gây ra cái sự tắc nghẽn đó nha. Can be inside or outside the intestine, có thể ở bên trong hoặc là ở bên ngoài ruột nha. Inside the intestine a tumor or swelling. Ok. Bên trong ruột đó, một cái tumor đó chính là một cái khối u hoặc là cái swelling đó là cái phù nề đó các bạn nha. Phù nề này có thể làm gì? Fill là lấp đầy nè, còn cái từ block là chặn. Ok, nó có thể lấp đầy hoặc là chặn đường đi bên trong của ruột. Ok, nha. The inside passageway of the intestine có nghĩa là cái đường đi bên trong của ruột nha. Bên trong ruột nè thì một cái khối u hoặc là cái phù nề có thể lấp đầy hoặc là chặn cái đường đi bên trong của ruột nha. Passageway là cái đường đi mà inside là nằm ở phía bên trong đó các bạn. Intestine là ruột thì chúng ta biết rồi nha. Nguyên nhân gây ra sự tắc nghẽn nè có thể nằm ở bên trong hoặc là bên ngoài ruột. Bên trong ruột một cái khối u hay phù nề á, nó có thể lấp đầy hoặc là chặn đường đi bên trong của ruột. Vậy thôi. Câu số 4 cũng có hai chỗ trống và chúng ta nhìn sơ qua thì câu này lại hỏi về ngữ pháp, cứ việc phân tích bình thường các anh chị. Vị trí này là vị trí của động từ của câu. Vậy thì mình cần phải xác định cái chủ ngữ của mình đâu. Chủ ngữ của mình là các anh chị. The order or sequence of the bases in human DNA. Nguyên cái này nè là chủ ngữ của câu. Ok, chủ ngữ của câu có dạng gì? Có dạng một cái noun phrase nha, có dạng là một cái noun phrase nha các anh chị. Nó là một cái cụm danh từ. Cụm danh từ này có gì đặc biệt? Cụm danh từ này được nối với nhau bằng cái chữ of nha. Cụm danh từ được nối với nhau bằng cái chữ of, và chúng ta có cái nguyên tắc các anh chị. Khi chủ ngữ của các anh chị mà có dạng là noun of noun rồi cộng với động từ, cộng với động từ nha. Khi chủ ngữ của chúng ta có dạng là
hai cái danh từ nối với nhau bằng cái giới từ of là cộng với động từ. Vậy thì nguyên tắc chúng ta chia động từ, chúng ta dựa vào cái danh từ nào? Rồi. Này mình tính là nào một đi ha, này nào hai đi ha, cho nó dễ nha các anh chị. À, cho dễ hình dung, con mình tôi nói là tôi để gì cho nó dễ hình dung nha. Vậy khi chúng ta chia cái động từ này nè, chia cái động từ này nè, thì cái động từ này nó phụ thuộc vào cái danh từ nào? Ok, nó phụ thuộc vào danh từ đứng trước of nha các bạn. Đây, ok, còn cái thành phần đứng sau cái chữ of này chúng ta tính nó là bổ ngữ, tính nó là bổ ngữ nha. Vậy nếu cái danh từ đứng trước of số ít thì động từ đây phải số ít tương ứng, số nhiều thì động từ phải số nhiều tương ứng nha. Nha, vậy thì chúng ta đừng có tính cái độ dài của cái chủ ngữ, mà phải chúng ta phải xác định được cái root noun, có nghĩa là cái danh từ gốc nó nằm ở chỗ nào. Vậy cái thành phần mà từ cái chữ of the basis in human DNA chẳng qua chỉ là complements của câu thôi. Tôi không care. Tôi quan tâm đến cái chữ the order or sequence. Và cái the order or sequence, hai cái này là hai cái cụm tương đồng nè. Hai cái cụm đồng nghĩa với nhau mà bản chất của nó cũng là số ít nữa. Vậy thì động từ ở đây chúng ta phải thêm s hoặc là es nha. Động từ ở chỗ này phải thêm s hoặc es. Tôi loại câu B. Determine giữ nguyên mẫu là sai nè. Maintain giữ nguyên mẫu là sai nè. Loại hai câu. Tiếp tục chỗ trống thứ hai. Chỗ trống thứ hai nó có cái chữ and, à, lại là cấu trúc song song nữa ha. Nó song song với cái nào? Song song với cái chữ building ở phía đằng trước. Vậy thì chỗ trống thứ hai chúng ta cần một cái verb ing. Verb ing. Nha, nó là cấu trúc song song. Ok. Xui quá, maintaining, determining, à, hai cái đều là verb ing hết nha. Vậy là cái này là nó bắt chúng ta phải lựa chọn một trong hai. À, cái nào là duy trì và cái nào là quyết định nha các bạn, cái nào là duy trì và cái nào là quyết định, chúng ta chỉ cần chốt câu A hoặc là câu C thôi. Ok, hai cái động từ nó đảo với nhau, có nghĩa là nó muốn chúng ta là phải sử dụng được cái động từ đúng, và đáp án ở đây của chúng ta đó chính là câu A nha các bạn. Determine dành cho chỗ trống đầu tiên và cái maintaining là dành cho chỗ trống thứ hai. Determine là quyết định nha, còn cái maintaining là duy trì nha các anh chị. For building and maintaining an organism. Ok, để cấu trúc nên, xây dựng nên, cấu trúc nên và duy trì một cái sinh vật, similar to the way in which gì đó, nha. Rồi, đó là câu số 4. Câu số 5 tiếp tục chúng ta phân tích về ngữ pháp được luôn. The epidermis also has a group of resident bacteria. Ok, đây. Chủ ngữ gốc của mình là epidermis, động từ chính của mình chính là cái chữ has nha. Vậy động từ này là động từ trong mệnh đề quan hệ nha các anh chị. Đây là động từ trong mệnh đề quan hệ và nó đứng sau cái danh từ là gì? Bacteria. Bacteria ở đây. Ok. Động từ trong mệnh đề quan hệ thì câu đầu tiên tôi loại đó là câu A. Nó không phải là song song của động từ chính nên nó một là phải có tồn tại, hai là tôi loại là câu B luôn. Một là phải có đại từ quan hệ, hai là phải tồn tại dưới dạng rút gọn nha, chứ nó không phải là cấu trúc song song của cái động từ chính ở phía đằng trước này, nên là chúng ta không chọn câu A hoặc là câu B nha các bạn. Mình chỉ cân nhắc câu C hoặc là câu D, that leave hoặc là leaving. Ok, tiếp tục chỗ trống thứ hai. On its surface and protection. Một lần nữa chỗ này chúng ta có cái cấu trúc song song nha, chỗ này nó có một cái cấu trúc song song. Vậy thì các anh chị coi nó là cấu trúc song song của cái nào? Ok, nó là cấu trúc song song của cái chỗ trống này nè các bạn, nó là cấu trúc song song của đây nha. Vậy thì cái form động từ ở chỗ này là cái gì, thì cái chỗ này chúng ta cũng sẽ dùng y chang như vậy nha. Nhưng mà chỗ này ha các bạn, cái phía trước này thật ra chúng ta dùng là that leave cũng được cho cái chỗ trống này, hoặc là leaving cũng được nha. And cái chỗ này dùng là which provide cũng được nha các anh chị. Which provide cũng được hoặc là providing cũng được. Có nghĩa là thật ra đó, nếu mà xét cho cùng đó, thì cái câu C này nè, chỗ này nè với chỗ này nó dùng nó vẫn đúng nha. Nó vẫn đúng. Tuy nhiên nếu mà lựa chọn một cái câu best option đó thì chúng ta chọn cái câu D này, còn cái câu C này nè, thật ra người ta dùng ở đây nè để bẫy chúng ta đó các bạn. Thật ra chỗ này nè, người ta sẽ cố tình người ta thêm vô đây nè các bạn. Vậy nè. Mới là câu 7 này bỏ mất tiêu rồi. 7 ở chỗ nào? 7 ở cái chỗ bacteria. Bacteria. Tại sao 7 cái chữ bacteria?
sẽ rất ít người nhận dạng ra được cái bacteria là số ít hay là số nhiều. Bacteria là số ít hay là số nhiều. Nên là người ta sẽ bẫy ở đây này các bạn. Nên là thường người ta sẽ thêm cái S vào cái chữ leaves hoặc là S vào cái chữ provide đó nha. Các bạn sửa lại chút xíu nha. Rồi, các bạn lưu ý cái bacterium nó mới là singular noun, nó là singular noun. Nó là danh từ số ít nha. Còn cái bacteria ở đây chúng ta tính nó là plural noun. Nó là plural noun nha các anh chị, nó là danh từ số nhiều nha. Nó là dạng danh từ số nhiều đặc biệt, chúng ta sẽ không thấy có thêm s vào đâu mà nó biến đổi là bacteria, bacterium nha. Thì bacterium nha các anh chị nha, một cái con vi khuẩn nha. Còn bacteria là số nhiều. Mà hai danh từ số nhiều á thì ở chỗ này động từ buộc phải giữ nguyên nếu chúng ta có dùng đại từ quan hệ. Còn một khi chúng ta rút gọn lại với cái living á thì chúng ta không cần phải dùng không cần phải care cái danh từ ở phía trước là số ít hay là số nhiều nha. Nên là cái câu này chỉnh lại chút xíu, thêm S giùm tôi ở hai cái lựa chọn C nha các anh chị, để chúng ta có một cái lựa chọn duy nhất là chỗ này nha. Và cái câu nó có cái tính gọi là challenging hơn nha. Rồi, đó là bài 2. Bài số 3 là bài tập nhận lỗi sai. Nhận lỗi sai thì phần lớn của nhận lỗi sai nha, phần lớn của nhận lỗi sai là check chúng ta về cái ngữ pháp và cấu trúc nha các bạn nha. Một số câu vẫn về từ vựng nha, nhưng mà phần lớn cái focus của nó là về ngữ pháp và cấu trúc. Câu số 1. Once osteoblasts are completely surrounded by bone matrix and no longer producing new osteoid, it is called osteocytes. Câu 1 mà bạn dịch ra đó, bạn dịch ra đó thì bạn sẽ khó phát hiện cái lỗi sai lắm. Lỗi sai là nằm ở chỗ it is nè các bạn, nằm ở chỗ it is nè. Này, và chúng ta phải sửa lại như thế nào cho đúng, nó phải là they are chứ không phải là it is nha các bạn nha. Thế lại cho một cái danh từ số nhiều thì chúng ta phải dùng là they are ở chỗ này chứ không phải là it is. Với cái nữa các bạn coi nè, osteocytes, tế bào xương, nó cũng là dạng danh từ số nhiều nè nha. Thế đây nè, ok. Once osteoblasts are completely surrounded by the bone matrix and are no longer producing new osteoid. Cái osteoblast ở phía trước là danh từ số nhiều nè. Thì chỗ này chúng ta thế là bằng it là không đúng mà phải là they are nha. Nên là cái câu này là câu về ngữ pháp. Còn nếu mà chúng ta dịch á, thì cái câu nó vẫn rất là trơn tru mà chúng ta không phát hiện ra nha. Cái osteoblast là nguyên bào xương nha các bạn nha. Còn cái osteoid là cái dạng xương, nó có dạng xương hay là mô tiền cốt này nè đó. Còn osteocytes của chúng ta là tế bào xương. Câu số 2 đó là một câu về ngữ pháp tiếp tục nha. Câu số 2, các bạn lưu ý những cái động từ như là prevent nè. Prevent nè, cộng với object. Cộng với object, cộng với giới từ from. Và sau nó có hai lựa chọn nha. Nếu là động từ thì phải là doing something nha, doing something. Ok. Chúng ta có cái cấu trúc này nha các anh chị. Đây. Và ngoài prevent ra thì chúng ta còn một loạt những cái động từ khác chúng ta sử dụng giống như là prevent, chẳng hạn như từ stop nè, từ keep nè, insulate nè, separate nè. Ok. Giới từ đi kèm là giới từ from, và sau đó nếu là động từ thì phải là doing something nha. Đây là một loạt những cái động từ mà nó share chung cái cấu trúc với nhau nè các anh chị nha. Prevent a from doing something, prevent somebody from doing something nghĩa là ngăn không cho ai đó làm cái gì đó. Stop somebody from doing something nha, cũng vậy, có nghĩa là ngăn không cho ai đó làm cái gì đó. Keep nha, cũng vậy, insulate là ngăn cách nha, và separate là phân cách cái gì với cái gì đó nha. Ok, sau cái from nè, nếu là danh từ thì thôi, còn nếu động từ phải là động từ thêm in nha các bạn. Đây là một loạt những cái cấu trúc mà nó xài giống nhau nè, có nghĩa là cái giới từ from đi kèm với những cái động từ này nè các anh chị nha. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái chữ là stop ở chỗ này nè các bạn, nó quyết định nha. Stop và chỗ này không đi với giới từ by,
không đi với cái chữ by ở chỗ này, là do cái cấu trúc này. Và chúng ta phải sửa lại là from getting. Đây là sai về cấu trúc ngữ pháp. Đó. Lúc chúng ta làm bài thì không cần phải sửa lại hay các bạn, mình chỉ cần nhận dạng ra cái lỗi sai thôi. Còn chúng ta học thì chúng ta nên giải thích lý do tại sao nó sai nha, để mình hiểu cho nó thấu đáo. Rồi. Nhiều bạn chọn cái protect to protect là không đúng nha các bạn. Bữa trước tôi cũng có nói rồi nha. Khi chúng ta có cái cấu trúc là the purpose of một cái noun gì đó nha, is nha, thì sau á thường chúng ta sẽ dùng là to verb nha, to verb pair là gì đó. Đây, cái mục đích của cái gì đó là làm gì đó nha. Rồi ngoại trừ cái the purpose ra thì chúng ta còn thấy thêm cái chữ the role, cái vai trò, hay là the function, cái chức năng của cái gì đó là làm cái gì đó. Đây nha. Vậy thì mình hay nhìn gọn vô cái chữ này, mình nói ủa y sao đi được với to ở chỗ này mà chúng ta không thấy được cái cấu trúc bao quát ở đây, the purpose of adipose tissue nha, cái chức năng của cái lớp mô mỡ là bảo vệ các cái cơ quan. Ok nha. Nên là chỗ này to verb ở đây người ta dùng là không sai này các anh chị, do nó phụ thuộc vào cấu trúc này nha. Sai ở đây là sai cái chỗ với từ from, do đi với chữ stop. Stop the body from getting cold nghĩa là ngăn không cho cơ thể nó bị cảm. Đó vậy thôi. Câu số 3. A male aged 52 years was admitted with a severe headache. Một người đàn ông 52 tuổi, cái aged ở đây là tuổi 52 đó các anh chị. Một người đàn ông tuổi 52 nè, đây là rút gọn rồi đó ha. Was admitted là được nhập viện nè, with a severe headache, với cái tình trạng đau đầu rất là nặng nha, với cái tình trạng mà đau đầu mà severe là nặng dữ dội nha, serious các anh chị, trầm trọng đó. His headache first appeared 1 month prior to, cái chữ prior to, ok, chữ prior to là sai nè các bạn nha, cái là cái dấu hiệu để chúng ta nhận dạng cái chữ amid này là sai nè nha. Các bạn hay có một cái thói quen khi mình thấy cái chữ to á thì mình hay dùng với động từ nguyên mẫu, nhưng cái to mà dùng với động từ nguyên mẫu là nó nằm trong cái này nè các bạn, to nè, hoặc là so as to, hoặc là in order to, cái này mới cộng với là verb be này các anh chị, gọi là verb một đi ha. Vậy nè, ok, cái mà các bạn thông thường gặp á là cái này nè, thì nó mới đi với động từ nguyên mẫu. Ok, bởi vì những cái như to là so as to hay là in order to này nè, người ta gọi nó là cụm từ chỉ mục đích, chúng ta dịch là để làm cái gì đó nha. Thì lúc này nè, cái chữ to này mới là đi với động từ nguyên mẫu ha các bạn. Còn cái chữ prior to trong cái cụm là prior to nè, hoặc là trong cái cụm mà look forward to, ok, hoặc là cái chữ là admission to the hospital đó các anh chị nè, cái chữ to ở đây nè, to ở đây thì chức năng của nó không giống như ở trên, chức năng của nó lúc này nó là một cái preposition. Ok, cái to này nè chúng ta gọi nó là preposition, có nghĩa là giới từ nó giống như là by, là in, là at, là for, có nghĩa là gì, sau nó chúng ta phải dùng danh từ hoặc là phải dùng động từ thêm in. Vậy thì ở đây chỗ này chúng ta chưa biết sửa lại như thế nào nha cho đúng, nhưng chúng ta biết chắc chắn cái chữ amid này là sai. Ok, cái chữ prior to ở đây, chữ to ở đây là giới từ, và prior to nó giống như chữ beforehand, như before vậy cả, trước khi nhập viện nha, trước khi nhập viện. Vậy thì chỗ amid này là sai nha các bạn sửa lại bằng cách là dùng cái danh từ là admission, admission, ok, admission to our hospital, dùng cái danh từ của nó. Hoặc là trong một số ngữ cảnh á, sau giới từ chúng ta vẫn có thể dùng được cái động từ thêm in nha, admission, sự nhập viện. Ok,
His headache first appeared 1 month prior to admission to a hospital. Có nghĩa là gì? Cái cơn đau đầu của ông ấy đó xuất hiện lần đầu vào 1 tháng trước khi nhập viện. Nha. Khi chúng ta miêu tả bệnh lại, chúng ta nói vậy. Cái cơn đau đầu của ông ta xuất hiện lần đầu 1 tháng trước khi nhập viện. Cái chữ prior to là chính là cái chữ before đó các bạn. Nha. And wasn't severely, có nghĩa là trở nên trầm trọng hơn, nặng hơn. Nha. At 6 hours prior to admission. Lại một lần nữa chúng ta thấy cái chữ prior to này các bạn thấy không? Nha. Và phía sau này người ta dùng cái chữ admission nè. Nó đó nha. Và nó trở nên trầm trọng hơn vào 6 tiếng trước khi nhập viện. Nha. 6 tiếng trước khi nhập viện thì nó bị nặng hơn. Nha. Có nghĩa là lúc đầu nó xuất hiện là 1 tháng trước khi nhập viện rồi. Mà 6 tiếng trước khi nhập viện thì nó trở nặng. Nó trở nên worsen là nó nặng nề hơn, nó trầm trọng hơn. Nha. Rồi, một người đàn ông 52 tuổi nhập viện với cái tình trạng đau đầu dữ dội. Cơn đau đầu của ông ấy xuất hiện lần đầu vào 1 tháng trước khi nhập viện và trở nên trầm trọng hơn vào 6 tiếng trước khi nhập viện. Vậy thôi. Nha, chúng ta miêu tả lại cái phần hỏi bệnh đó. Tiếp tục câu số 4. Ok, câu số 4 cũng vậy các anh chị coi ha. Lỗi sai nó chỉ nằm một trong bốn cái thành phần được gạch dưới ở chỗ này. Ok. Nhưng câu số 4 á, nó không phải là về cái cấu trúc phân tích được giống như trên này, mà nó về ngữ nghĩa nha các bạn. Nha. Ở đây, lỗi sai là nằm ở chữ unconsciously. Là nó sai về cái ngữ nghĩa. Ok. Phía đằng trước người ta cho mình cái chữ là voluntary muscle tissue. À, muscle là cơ, tissue là mô nè, mô cơ mà voluntary, người ta dùng cái chữ voluntary, có nghĩa là tự chủ nha. Thì mình có hai cái từ nha các anh chị, một cái là voluntary, voluntary, và cái trái nghĩa của cái voluntary đó chính là involuntary. Ok, cả hai cái là tính từ nhưng mà là trái nghĩa của nhau. Một cái voluntary nha, voluntary và involuntary nha. Ok. Một cái là chủ ý, một cái là không chủ ý nè. Voluntary là chủ ý, còn cái involuntary là không chủ ý. Vậy thì chúng ta thấy một cái từ khác nữa mà nó tương đồng nha. Một bên sẽ là conscious. Nha, conscious hoặc là trạng từ sẽ là consciously. Ok. Nha. Và bên kia sẽ là unconsciously. Nó dùng từ nó có cái sự tương đồng nữa các bạn. Cái voluntary này nè thì nó sẽ tương đồng với chữ là consciously, có nghĩa là có ý thức, kiểm soát một cách có ý thức. Còn cái involuntary là không chủ ý nè. Nha, thì cái chỗ này là unconsciously, có nghĩa là kiểm soát mà không có dưới chịu sự kiểm soát của ý thức đó các bạn nha. Vậy thì ở đây nó không có sai gì cái phơm từ, vị trí đứng sau động từ thường, người ta dùng trạng từ là không có sai gì cả nha. Nhưng nó sai về cái ngữ nghĩa của câu. Và trong cái câu số 4 này nó có gợi ý phía trước bằng cái từ là voluntary. Thì chỗ này chúng ta dùng cái từ là unconsciousness. Unconsciously là không đúng. Nó đang giải thích cho cái cụm ở phía trước. Vậy thì tương đồng với voluntary, chỗ này chúng ta phải dùng là consciously. Nha các bạn. Chỗ này chúng ta phải dùng cái trạng từ là consciously mới ok. Từ trái nghĩa của nó. Nha. Rồi, đó là câu số 4. Câu số 5. Some children with muscular dystrophy die in infants. Okay, die in infants. Why others live into adulthood with only moderate disability? Cũng vậy, cái câu này cũng sẽ rất là khó nhìn ra nha. Bởi vì các anh chị thấy này, cái từ with nè, some children with bị cái tình trạng gì đó. Một số người mà có cái tình trạng gì đó thì người ta dùng với từ with không có gì sai cả nha. Die in infants nha, thường mình sẽ thấy sao giới từ mà người ta dùng với danh từ nè cũng đâu có gì sai cả đâu nha. Others live into adulthood nha, chủ ngữ là others là chủ ngữ số nhiều thì mình thấy cái từ live into nó cũng không có gì cả nè. Moderate là tính từ thì disability nó cũng không thấy cái gì sai cả. Nếu chúng ta chỉ nhìn lớp phớt qua thì nó là như vậy. Nhưng mà các bạn lưu ý, chúng ta có cái chữ infants này nè các bạn, infants ở đây nè nha. Nó là trẻ sơ sinh đó các bạn. Đó là có nghĩa là cái danh từ nó chỉ người, nó tương ứng với cái chữ là adults, adults
nên là người lớn nha. Tôi lấy cái này là nó là những cái cặp từ mà chỉ người tương ứng. Còn nếu ở chỗ này nè, người ta đã dùng cái chữ là adulthood nha, adulthood. Ok, nó không phải là danh từ chỉ người mà nó chỉ cái giai đoạn trưởng thành nha. Còn cái giai đoạn này là giai đoạn sơ sinh, thì lúc đó chúng ta không có dùng cái từ infant nha, mà chúng ta phải dùng cái từ là infancy nha các bạn. Infancy nha. Infancy thì nó mới so sánh đối chiếu với tương ứng bên này sẽ là adulthood. Ok nha. Giống như một số cái nữa mình á, cho mình dùng là a child, một đứa trẻ nha, một đứa trẻ. Nhưng mà nếu mình dùng cái từ là childhood có nghĩa là cái thời thơ ấu nha các bạn nha. Có nghĩa là đây nè, child nè, tôi để như vậy thì các bạn hơi khó ha, tôi chỉnh lại nhẹ chút xíu nha các bạn. Đây, để như vậy nè cho các bạn dễ hình dung. Đây, chúng ta có những cái cặp gia đình từ nha, mà nó phải đồng nhất, nó phải thống nhất với nhau. Đây đúng là tất cả đều là danh từ hết, nhưng có những cái nó là danh từ chỉ người, còn có những cái là danh từ tổng quát. Chẳng hạn như mình có cái chữ infant ở đây là trẻ sơ sinh nè, là chỉ người nè các bạn. Adult ở đây là người trưởng thành nè. Child ở đây là một đứa trẻ hay là children nè, những đứa trẻ nè, có nghĩa là danh từ chỉ người. Còn ở bên này nè, childhood có nghĩa là cái thời thơ ấu. Adulthood là cái thời trưởng thành nha, cái giai đoạn trưởng thành. Và infancy là cái giai đoạn mà sơ sinh. Đó, nó chỉ cái giai đoạn. Ok, vậy thì ở chỗ này nè, nó sai là sai ở cái chữ là in infants nè các bạn. In infants ở đây nè nha. Ở đây nó gợi ý với từ là adulthood thì tương ứng với cái danh từ ở chỗ này phải là infancy nha, infancy chứ không phải là in infants. Ở chỗ này die in infancy. Ok, tử vong trong cái giai đoạn nào đó nha. Còn cái chữ infant đúng là danh từ luôn, nhưng mà nó là danh từ chỉ người. Cái này chúng ta để ý, không để ý là cũng 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 dễ sai ha các bạn. Rồi, chúng ta tiếp tục với câu số 6. Câu số 6 cũng là một câu về ngữ pháp nha các bạn. Đây, nó có cái chữ cause ở chỗ này. Nha, nên cái chữ thickening ở đây này là bị sai. Nha. Cái chữ cause các bạn, nó có cấu trúc gì nè? Cause cộng với object cộng với tân ngữ cộng với to verb. Nha, to verb. Mình dùng verb một nha, có nghĩa là to infinitive với các bạn, động từ nguyên mẫu có to. Đây. Cấu trúc này cause cộng với object và cộng với động từ nguyên mẫu có to nha. Một loạt những cái cấu trúc khác mà nó cũng giống giống vậy đó là từ want nè các bạn, từ allow nè, đó nha. Đây. Từ theo nữa, đúng rồi. Lúc mà chúng ta học về động từ nguyên mẫu có to và gerund thì mấy cái này người ta nói rất là rõ ràng nha. Ở đây từ thickening là động từ nguyên mẫu, không to là sai, nó phải dùng là to thickening mới là đúng. Nó phải là động từ nguyên mẫu có to. Còn lý do tại sao chúng ta dùng động từ nguyên mẫu có to là do cái chữ cause ở phía đằng trước này các bạn. Còn cái that area of the epidermis đó chính là cái tân ngữ đó, đó chính là cái object nha. Thì chỗ này phải là to thicken nha, dày lên. Over time là theo thời gian, and become hard. Các bạn nói ủa tại sao cái chỗ này become nè mà không phải dùng là to become? Tại vì cái thành phần mà là thành phần đứng sau cái chữ này nên nó có thể dùng cái chữ là and become hard được rồi hả các bạn, chứ không cần phải là to become hard một cách lộ liễu như vậy nha. Câu số 7. He reported no vomiting or blurred vision nha.
The patient also reported muscle weakness in the left lower limb. His body temperature at admission was okay, 36.7 degrees Celsius. Degrees Celsius. Cái chữ report mà đối với bệnh nhân á, thì chúng ta dịch là cho biết hoặc là khai bệnh nha các anh chị nha. Lúc mà bệnh nhân khai bệnh á, chứ mình không cần phải dịch là tường thuật nha các anh chị nha. Bệnh nhân cho biết hoặc là ông ấy cho biết nha. Okay. He reported no vomiting. Vomiting đó là nôn ói nha. Còn cái blur vision đó là bị mờ mắt. Đọc tới cái chỗ này thì chúng ta thấy cái chữ blur là có vấn đề. Tại sao? Cái chữ vision là các bạn, vision đó là danh từ. Vậy thì vị trí đứng sau, đứng trước danh từ thì vị trí đó phải là vị trí của một cái tính từ. Trong khi cái chữ blur ở đây nó đang là động từ, chúng ta phải dùng cái hình thức tính từ của nó bằng cách là thêm ed vào và double r lên nha. Có nghĩa là bị mờ đấy các bạn. Đây là bị mờ nè. Tầm nhìn mà bị mờ thì chúng ta dịch là mờ mắt vậy thôi nha. Và blur vision, vision là cái tầm nhìn, không phải xe vision đâu các bạn. Đọc là vision chứ không đọc là vision nha. Vision, vision, giống như television vậy đó. Vision, vision, và blur vision nha. Có nghĩa là mờ mắt nha. Hay mình dịch sát nghĩa là tầm nhìn bị mờ đó. He reported no vomiting or blur vision. Có nghĩa là ông ấy cho biết không có bị nôn mửa hoặc không có bị mờ mắt nha. The patient also reported muscle weakness. Okay, muscle weakness nghĩa là bị yếu cơ, bị nhược cơ. Cái muscle weakness các bạn, mình dịch là nhược cơ hoặc là yếu cơ. Bệnh nhân cũng khai rằng cũng khai bị nhược cơ ở đâu? In the left lower limb. Limb là chi, mà người ta dùng cái chữ là lower limb thì chúng ta phải dịch là chân nha các bạn. Chi thì có thể là tay hoặc là chân, nhưng mà nếu người ta phân biệt ra là upper limb hoặc là lower limb thì chúng ta sẽ xác định là tay chân nó rõ ràng liền nha. Lower limb đó là chân và left lower limb là ở chân trái nha. His body temperature, nhiệt độ cơ thể, hoặc chúng ta dịch là thân nhiệt nha. At admission, ok, at admission là đúng chứ không có sai nha các bạn. Có nghĩa là vào cái thời điểm nhập viện á, nhiệt độ cơ thể hay là thân nhiệt khi nhập viện nha là 36,7 độ C vậy thôi nha. Câu số 8, the Achilles tendon, ok, gót gót chân Achilles đó các bạn, mình hay dùng, nhưng mà cái chữ này chúng ta phải đọc là Achilles. The Achilles tendon, okay, nha, gân gót đó, which is also known as the calcaneal, tên đồng nghĩa của cái Achilles tendon, nha, chính là calcaneal, okay, nha, gân gót hay là gót chân Achilles mình hay dùng như vậy, nha, known as thì không có gì sai cả, đúng không các bạn? Nha, which dùng sau dấu phẩy cái chỗ này cũng không có gì sai cả. Rồi mình cân nhắc tiếp cái chữ connect, connect và đi với giới từ to connect. Chứ cái là nối cái gì với cái gì đó là không sai. Nhưng bản thân cái chữ connect là nó có vấn đề. Tại sao? Thật ra nguyên cái cụm nè, which từ đây cho đến đây nè các bạn. Từ đây đến đây nè. Nó là mệnh đề quan hệ, nó làm rõ nghĩa cho cái chữ là Achilles tendon. Còn cái chủ ngữ thật sự của chúng ta phải là cái Achilles tendon ở phía đằng trước nè. Và đây là chủ ngữ số ít. Nè, tendon là dây gân đó các bạn. Đây là chủ ngữ số ít nè. Vậy thì cái động từ connect chúng ta phải thêm S hoặc là thêm S trong hiện tại đơn. Ok. Đây. Nha, nên là các bạn thấy một vài cái từ vựng Achilles tendon, conchineal, rồi dân dân dân, gastro, nemius, dân dân. Trông có vẻ rất ư là hoành tráng, nhưng mà thực chất cái điểm ngữ pháp người ta đang check chúng ta đó chính là subject and verb agreement. Nghĩa là sự hòa hợp giữa chủ ngữ với động từ. Một cái chủ điểm ngữ pháp cơ bản nhất nha của tiếng Anh. Câu số 9 nha, câu số 9. Currently là trạng từ nè. Đứng ở đầu câu cách với mệnh đề chính bằng cái dấu phẩy thì vị trí này vị trí của trạng từ thì chúng ta vẫn chưa phát hiện cái gì sai cả. Clinical trial, trial là những cái thử nghiệm và clinical là tính từ. Clinical trials là những thử nghiệm lâm sàng. Vị trí tính từ đứng trước danh từ chúng ta cũng chưa thấy cái gì cả. Will cộng với động từ nguyên mẫu khi chúng ta chia với hiện tại đơn chúng ta cũng chưa thấy gì cả. Nhưng đến cái chữ approval chúng ta bắt đầu cảm thấy có vấn đề và lỗi sai là nằm ở chỗ này. Rồi, tại sao sai này các bạn? Before ở đây mình cũng tính nó như là một giới từ được và chúng ta có nguyên tắc gì các bạn? Sau một cái preposition đó, có nghĩa là một giới từ.
Sau giới từ, chúng ta nói rõ ràng chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta có thể chọn một cái danh từ. Hai là chúng ta có thể chọn một cái động từ thêm ing. Một động từ thêm ing sau giới từ. A preposition, các anh chị, cái này là viết tắt của chữ preposition đó, là giới từ đó. Mình nói sao, xưa giờ mình nói sao? Sau giới từ chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta cộng với danh từ. Hai là chúng ta cộng với động từ thêm ing. Vậy thì tại sao cái chữ approval lại sai? Tại sao cái chữ approval lại sai? Mình có động từ nguyên mẫu là approve, là thông qua nè. Đây là động từ nè các bạn. Còn cái approval, approval là form của danh từ. Vậy thì tại sao cái chỗ này sai? Nha. Before mình nói là giới từ nè. Ok. Vậy thì mình nói là sau giới từ chúng ta có thể dùng một cái danh từ hoặc cũng có thể dùng một cái động từ thêm ing. Vậy thì tại sao chỗ này người ta dùng cái danh từ là approval thì mình lại nói là sai? Ok, vậy các bạn coi nha. Phía sau chỗ trống tiếp tục chúng ta có thêm một cái tân ngữ nữa là COVID-19 vaccines. Ok, đây là một cái tân ngữ nữa nha. Có nghĩa là tân ngữ này nó đi với cái từ ở đây nè. Vậy thì bản chất cái từ ở chỗ này nè các bạn, nó phải là động từ mới được, chứ không phải là danh từ. Nếu nó là danh từ thì chỗ này phải có thêm cái giới từ để kết nối, chẳng hạn như the approval of cái gì đó nha, sự thông qua của cái gì đó. Còn ở đây không hề có giới từ of nè, và có thêm cái tân ngữ nữa nè. Vậy á, thì chỉ có thể dùng được cái chỗ này là approving. Approving có nghĩa là mình phải dùng nó dưới dạng là danh động từ nha. Danh động từ. Ok, chứ còn approval là danh từ không thì không đúng. Giả sử không có cái đoạn sau, không có cái đoạn tân ngữ này, thì approval có thể đúng nha. Giả sử có thêm cái giới từ of ở chỗ này, có thêm cái giới từ of ở đây nha, thì giữa hai danh từ nói với nhau bằng cái từ of thì cái approval nó đúng nha. Nhưng mà chỗ này không hề có cái giới từ nha, và cũng không có dừng lại chỗ này mà nó có thêm một cái tân ngữ đi kèm. Vậy thì đi được với cái tân ngữ thì chúng ta phải dùng một cái động từ thêm ing, bởi vì bản chất của một cái động từ thêm ing nó có thể làm động từ được, nó cũng có thể làm danh từ được nha. Nên ở chỗ này sai là chữ approving. Ok, sai là chữ approval và chúng ta sửa lại là approving nha. Đó là như vậy các bạn. Còn nếu chúng ta dịch mà dịch lướt thước qua đó thì chúng ta sẽ không thấy sai, bởi vì cái câu nó sẽ rất là smooth, nó bình thường lắm, nó rất là ok, nghe nó rất là trôi chảy nha, vẫn không phát hiện được cái lỗi sai. Cái này là về ngữ pháp. Tiếp tục câu số 10. Because there is an urgent need for COVID-19 vaccines and the FDA's vaccine approval process can take months to years. Cái câu nó dài nhưng mà thực chất nè, lỗi sai chỉ có thể quanh quẩn bốn cái thành phần gạch dưới ở đây thôi. Vậy thì chúng ta chịu khó, không có cần phải dịch ra cả câu, nhưng mà mình phải chịu khó, mình quan sát xem nha, các cái thành phần gạch dưới đó các bạn, nó có vấn đề gì không nha. Cái chữ này nè, cái chữ need này nó đang là danh từ, nó đi với cái chữ in phía trước nè, nên là cái chữ need là danh từ, thì chỗ này không có gì sai cả. Urgent need là một cái nhu cầu rất là khẩn cấp nha. There is an urgent need. Cái chữ need ở đây là danh từ nè các bạn nha. Đi sau cấu trúc there is sau cái mẫu từ a nè, nên là danh từ suốt luôn, bởi vì có mẫu từ a in nè. Đó, không sai. Based on dựa trên nè, normally required nè, is nè, required là V3 nè, vậy chen giữa nó là normally là trạng từ. Sai là sai ở chữ given nè các bạn nha. Các bạn nhìn thấy, các bạn thấy will be nè, nó ủa cũng có will be nè, tại sao cái chỗ này lại sai? Chỗ này sẽ không dùng V3 V đi được nha. Tại sao không dùng V3 V đi được mà chỗ này phải sửa lại là giving. Rồi, mình giải thích tại sao chỗ này phải sửa lại là giving các bạn nha. Các bạn coi tiếp nha. Nếu chỗ này mà là câu bị động á thì cái chữ emergency use authorization này nè là không có được, không thể có được. Phía sau cái chỗ trống nó đang còn có một cái tân ngữ nè các bạn. Cái chức năng của chữ emergency use authorization đó là tân ngữ nha. Nếu mà là câu bị động á, thì cái tân ngữ đã được đưa lên làm chủ ngữ mới mất tiêu rồi. Ngày xưa mình nói sao? Cái cấu trúc câu mà trước khi mình đổi sang bị động á, thì nó phải đảm bảo đủ ba cái thành phần là subject, verb và object. Cái câu này là câu active nè. Câu này là câu chủ động nè ha các bạn. Rồi. Muốn đổi một cái câu chủ động sang câu bị động được thì câu đó phải có ba cái thành phần là subject, verb và object.
Và khi chúng ta đổi sang cái câu passive á, thì chúng ta sẽ có cái subject 1 cộng với cái be cộng với V3 VED. Cái này là công thức cũ, nói sơ sơ lại hết các bạn. Cộng với cái by nè, object 1. Vậy thì cái subject 1 này ở đâu ra? Cái subject 1 này chính là lấy cái từ ngữ cũ đưa lên nè các bạn. Lấy cái từ ngữ cũ đưa lên. Còn cái object 1 này là ở đâu ra? Cái object 1 này chính là cái chủ ngữ cũ đưa xuống nè. Đó. Tôi để cùng một cái màu để các bạn thấy cho nó dễ, cho nó thấy cái sự tương đồng. Còn cái verb này là ở đâu ra? Cái verb này là chủ động nè. Đây. Thì chia ra bị động thì công thức của nó phải là be cộng với V3 VED. Đó, đây, từng thành phần nó tương ứng với nhau. Vậy thì bạn để ý nè. Khi bạn nhìn ở phía sau một cái chỗ trống mà bạn thấy có còn cái tân ngữ á, thì câu đó phải là câu chủ động chứ. Đúng không? Câu đó phải là câu chủ động. Đây, giả sử cái chỗ này tôi để trống luôn. Chỗ này tôi để trống nha. Tôi để trống ở đây. Nha, để cho các bạn hai lựa chọn. Một là given, hai là giving. Thì bạn quan sát nè. À, phía trước là will be. À, đây là động từ chính nè. Phía sau nó lại có cái tân ngữ. Vậy thì câu này vẫn là câu chủ động. Vẫn là câu chủ động nha các bạn. Nha. À, câu chủ động thì chúng ta đâu có dùng cái V3, VD chỗ này được. Nha. Nó đi với cái be chỗ này mà chúng ta cũng không dùng nguyên mẫu được. Chúng ta phải dùng cái chữ là giving. Ok. Còn nếu nó là câu bị động á, thì một là phía sau nó không có object. Nếu có object là nó phải kè thêm với cái từ chỉ tác nhân là bởi, là by hay là with gì đó. Nha các bạn. Đó là cái cách mình nhận dạng thông thường. Nha. Nên sai là sai ở đây. Trả lại. Rồi, ok. Đó, nha. Thực chất các bạn chắc nói là các bạn sẽ nhận ra được liền nha. Nhưng mà sẵn thì review sơ sơ để các bạn nắm lại nha. Rồi, còn nguyên cái câu này nó dài. Thật ra chúng ta cũng không care nha. Toàn bộ nó về ngữ pháp. Thì chúng ta xử lý nó ngữ pháp cũng được. Ok, đó là dạng bài tập thứ 3. Bài tập nhận lỗi sai. Kế tiếp là bài tập số 4. Bài tập số 4 là bài tập điền từ vào chỗ trống. Tôi sẽ tách ra thành hai đoạn để cho nó dễ các bạn. 1 tới 5. Hôm qua tôi có chia sẻ cái cách để chúng ta thao tác cái dạng bài tập này. Nhìn cái đoạn văn có vẻ rất ư là hoành tráng, rất dài. Nhưng xử lý bài tập này y chang như bạn xử lý từng câu lẻ. Cứ bình tĩnh xử lý từng câu lẻ một. Có nghĩa là gì? Không cần phải dịch cả đoạn văn ra. Nha. Nếu bạn có được cái vốn từ thì quá tuyệt rồi. Còn nếu không có vốn từ, cứ bình tĩnh sử dụng nha, và cái ngữ pháp của mình để mình phân tích. Bạn xử lý từng câu một nha, đơn lẻ từng câu một, quan sát trước sau chỗ trống và nhìn xuống bốn cái lựa chọn. Tôi lấy ví dụ chỗ này. Tôi nhìn trước nhìn sau chỗ trống, tôi thấy có cái chữ by. My là dấu hiệu của bị động. Thì tôi chưa biết cái chỗ này là động từ trong mệnh đề chính hay là động từ trong mệnh đề quan hệ. Nhưng tôi thấy có chữ by. Ha, có by là phải có dấu hiệu của bị động nha. Nếu bị động mà trong mệnh đề chính nó phải là am, is, are cộng với V3, VD. Còn nếu bị động mà trong mệnh đề quan hệ rút gọn thì nó ít nhất nó cũng phải còn lại cái V3, VD nha. Vậy thì tôi khẳng định câu số 1 đáp án của chúng ta đó là câu B. Ok, do cái lựa chọn đó nha các bạn. Câu số 2, tôi nhìn xuống sơ sơ bốn cái lựa chọn nè. Despite, although, due to và because. Tôi sẽ nhớ ngay đến cái cấu trúc ngữ pháp gì. Despite và due to nó phải đi với một cái danh từ hoặc là một cụm danh từ. Although và because phải đi với một mệnh đề. Tôi nhìn thử cái câu này coi. The condition develops after puberty. Đây, có chủ ngữ là the condition. Có động từ là develops. Vậy thì cái chỗ này nè, từ đây nè cho đến chỗ này, tôi tính nó là một cái clause, một mệnh đề. Và nếu nó là một mệnh đề thì tôi loại cái chữ despite, tôi loại cái chữ due to ra. Ok nha. Yeah. Despite và due to đi với danh từ hoặc là cụm danh từ. Còn là although và because đi với mệnh đề nhưng nghĩa của nó khác nhau. Although là tương phản, mặc dù nhưng. Còn cái because là nguyên nhân kết quả, thì lúc này các anh chị buộc phải dựa vào cái ngữ cảnh của câu nha, yeah, để chọn cái chỗ này là nguyên nhân kết quả hay là cái ý tương phản, contrasting ideas nha. Yeah. Và cái đáp án ở đây là because nha. Yeah. Nhưng mà chí ít thì các bạn phân tích ban đầu thì các bạn cũng loại được 50% rồi nha các bạn. Tiếp tục câu số 3. Trước đó tôi thấy động từ to be. Động từ to be ở chỗ này nha.
Và nếu chỗ này có động từ to be mà tôi nhìn đây là bốn cái form động từ nè. Đầu tiên tôi sẽ loại động từ nguyên mẫu là affect trước. Vị trí này không thể là vị trí của danh từ được. Effect là danh từ, loại luôn. Đi với động từ to be ở chỗ này, một là chúng ta dùng V3 VD nếu câu này là câu bị động. Hai, chúng ta dùng verb in nếu câu này là ở hiện tại tiếp diễn. Is sẵn rồi nè. Mà dùng thêm cái verb in thì đó là hiện tại tiếp diễn các bạn, present continuous nha. Vậy thì chúng ta đọc lại cái ngữ cảnh của câu này thì chúng ta không thể nào mà chúng ta chọn cái hiện tại tiếp diễn ở đây được rồi ha các bạn nha. Bị ảnh hưởng nha. The overall status of a patient có nghĩa cái dáng nha, tổng quát của chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi cái gì đó kể từ khi cái quá trình làm dài xương gì đó nó xong, nó hoàn thành. Câu số 4, câu số 4 as nha. Nếu bạn nhìn tổng quan thì as thì chỗ này bạn khẳng định à, chỗ này chúng ta cần một cái noun, một cái danh từ mà nó phải là danh từ đếm được số ít. Vậy thì chỗ này chúng ta loại câu C bởi vì resulted là động từ thêm ed nè. Consequently nè, đuôi ly loại luôn nè, trạng từ nè. Ok, trạng từ loại luôn. Rồi, mình còn lại cái chữ result và chữ consequence. Bạn coi nè, nếu consequently mà chúng ta bỏ cái đuôi ly đi thì chúng ta còn cái consequence nè. Consequence và consequence ở đây là tính từ loại luôn. Và chúng ta chỉ có một cái đáp án duy nhất ở chỗ này, đó là chữ result. Nó là danh từ được nha. Còn cái danh từ của consequence sẽ các bạn phải bỏ cái chữ T này, thêm chữ CE nó mới là danh từ. Nếu mà là chữ như vậy nè thì nó mới là danh từ nè các bạn. As a consequence thì phải dùng cái chữ này nè nha. Còn cái đuôi T này nè là đuôi của tính từ. Ok, và chúng ta nhận dạng cái đuôi tính từ nó cũng dễ. Một là chúng ta nhìn thẳng cái đuôi NT, hai là chúng ta thấy nè, consequently là bỏ cái đuôi ly đi thì chúng ta có tính từ tương ứng vậy thôi nha. Câu số 5 rồi, mình thấy chủ ngữ của mình là puberty nè. After là một mệnh đề này các anh chị, chủ ngữ là từ puberty nha, và puberty mà là chủ ngữ thì no, xin lỗi xin lỗi này, chúng ta phải coi kỹ lại, xin lỗi tôi là coi thiếu rồi đó, tôi lại coi trước cái chỗ trống bỏ này nha. Example, the balls that can continue to roll after puberty, xin lỗi đây nè, mém chút là sai rồi đó các bạn, nhìn hạn hẹp nè đó, đây từ đây đến đây. Example, the bones that can continue to grow after puberty. À, cái mà có thể tiếp tục phát triển sau giai đoạn dậy thì. Thì nguyên cái này nè là mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho cái danh từ example, the bones ở phía đằng trước. Vậy thì ở đây là vị trí của một cái động từ chính của câu, và động từ này phải chia với cái example, the bones. Example, the bones. Ok, nha. Vậy thì các bạn coi nè. Danh từ của chúng ta có dạng là noun of noun nè. Vậy thì thực chất ra chúng ta dựa vào chữ example để chúng ta chia. Có nghĩa là danh từ đứng trước chữ of nha các bạn. Nhưng mà cái này thì cả hai cái nó là số nhiều hết. Thì nó thì con không đến nỗi nào nha. Vậy chủ ngữ của mình là một chủ ngữ số nhiều. Vậy thì động từ ở đây, động từ chính chúng ta phải giữ nguyên nha. Chúng ta chọn câu A. Ok. Tiếp tục. Tôi xuống đây cho nó dễ nhìn dễ thấy nha các bạn. Câu số 6 cho đến câu số 10 nha. Câu số 6 tôi có cái chữ allow, và như lúc nãy có nói với các bạn cấu trúc đi với allow. Allow cộng với object và cộng với chỗ này phải là to verb. Chỗ này phải là to verb nha các bạn nha. Đi với cấu trúc allow đó đó thì chúng ta phải cộng với động từ nguyên mẫu có to. Rồi, và nếu là nguyên mẫu có to thì chỗ này chúng ta chốt câu B. Lúc nãy tôi có nói cấu trúc đi với allow rồi nha các bạn. Allow là tell là want rồi đó nha. Đi với động từ nguyên mẫu có to. Tiếp tục câu số 7 nha, câu số 7. Cái chữ damage này nè các bạn nha. Prevent là ngăn chặn nè, damage ở đây là danh từ nha. Rồi, tổn thương với các cái cấu trúc nha, cái giới từ mà đi với cái chữ damage á, chúng ta dùng giới từ là to chứ không phải là with nha các anh chị. Dù tiếng Việt mình dịch ra là tổn thương, ngăn chặn cái sự tổn thương với các cái cấu trúc nha, nhưng cái chữ damage là nó đi với chữ to nha. Rồi, câu số 8. Cái lead to này các bạn dẫn đến nè, cái chữ lead to là dẫn đến nha. Đây. Vậy thì cái chữ to này không phải là sao nó là động từ nguyên mẫu, không phải. Cái to này là giới từ này các bạn.
dẫn đến thì nãy chúng ta có nói một sau cái giới từ một là chúng ta dùng danh từ, hai là chúng ta phải dùng động từ thuyên minh. Một loạt là không thấy động từ thuyên minh à, chỉ kiếm danh từ thôi. Giả lại sau chỗ trống người ta dùng cái chữ which nữa các bạn. Which là đại từ quan hệ, và đại từ quan hệ vị trí của nó nằm ở đâu? Nằm ngay phía sau cái danh từ mà nó bổ nghĩa đó, mà nó thay thế. Vậy thì chúng ta khẳng định cái số 8 là một danh từ, mà dựa vào cái từ disrupt ở phía đằng sau, chúng ta còn khẳng định cái danh từ ở đây là danh từ không đếm được hoặc là đếm được số ít, bởi vì chữ disrupt người ta chia, người ta thêm s mà, chứng tỏ cái danh từ mà chữ which nó thay thế đó, một là không đếm được, hai là đếm được số ít. Nói túm lại đường nào thì chúng ta cũng chọn đáp án của mình, đó là inflammation nha. Các bạn có thể nhìn trước chỗ trống, nhìn sau chỗ trống, chỗ nào cũng được nha. Tôi thì tôi nói cả hai nha để các bạn lựa chọn, nhưng mà còn khi các bạn làm bài thì chúng ta cứ phân tích là như vậy. Nhắc lại ha các bạn, chủ yếu mục đích của tôi là nói về cái chiến lược làm bài, cái cách để chúng ta thao tác với những cái dạng bài tập này nha, chứ mình cũng không có làm sao mà mình nhớ hết từng câu từng chữ nữa các anh chị nha. Nên là các anh chị chịu khó, chúng ta để ý cái cách mình thao tác, cái cách mình quan sát, cách mình xử lý những dạng bài tập này. Strategy mới là cái điểm nhấn của tôi nha, chứ mình không có nhớ được từng từ cũng không có cần. Các anh chị phải học thuộc lòng nguyên cái đoạn này, không có đâu các anh chị. Chúng ta tiếp tục. Câu số 9. À, câu số 9. Chủ ngữ của mình là cái chữ this nè các bạn. Mình nhìn ở đây nè, đều là form của động từ hết. Vậy hiện này là chủ ngữ nè, này là động từ nè, và chắc chắn này phải là động từ số ít, bởi vì cái chữ this là chủ ngữ mà. Nha. Nhưng mà xui quá, cả bốn cái động từ này nó đều chia với số ít hết nè. Ok, vậy thì các bạn phải coi. Phải coi. Ở đây nó bẫy mình cái gì? Leads là phải đi với to. Lead to là dẫn đến. Lead to nó sẽ đồng nghĩa với chữ là results in. Là dẫn đến, là gây ra. Và nó đồng nghĩa với chữ gì nữa? Bring about. Nó đồng nghĩa với chữ gì nữa? Nó đồng nghĩa với chữ induce là gây ra. Nó đồng nghĩa với chữ gì nữa? Nó đồng nghĩa với chữ trigger. Tất cả những cái từ này là đồng nghĩa của nhau và nghĩa là gây ra nha các bạn, dẫn đến hoặc là gây ra. Ok, về cái câu A là nó bẫy mình nè, nó bẫy mình nè. Đây là những cái phrasal verb. Phrasal verb có nghĩa là nó bao gồm một động từ chính và một cái giới từ kèm theo, một hoặc hai giới từ kèm theo. Vậy thì mình muốn sử dụng đúng cái nghĩa đó thì mình phải nhớ chính xác được cái phrasal verb. Còn mà ai mà nhớ được cái đầu mà quên cái đuôi, chẳng hạn như list mà đi với from là sai nè, hay là cái từ prince mà đi với up, ở đây nó mang nghĩa khác là nuôi lớn, nuôi dưỡng là không phải. Ở đây nó đang nói là dẫn đến, gây ra thôi nha. Vậy thì ở đây chúng ta chọn là chọn cái chữ results in nha các bạn, và đồng nghĩa của nó là một loạt những cái từ này. Còn cái chữ results mà đi với giới từ from là gì, nghĩa là gì? Nó ngược lại hoàn toàn với cái chữ results in nha. Result mà đi với giới từ in thì nghĩa của nó sẽ ngược với cái result mà đi với từ from nha các bạn. Nha. Trong khi cái in này nè thì nghĩa là dẫn đến, gây ra, còn cái from này nè nó bắt nguồn từ cái nguyên nhân gì đó. Có nghĩa là gì? Một cái chúng ta đề cập đến cái hậu quả và một cái chúng ta đề cập đến cái nguyên nhân nha. Cái này là có nguyên nhân từ cái gì đó, còn cái gây ra hậu quả gì đó, dẫn đến hay gây ra thì chúng ta dùng giới từ in ở chỗ này nha. Rồi, nên là chúng ta cũng không chọn câu C được, nó là như vậy. Câu số 10 nè, results in nè các bạn, cũng dẫn đến gây ra này, dẫn đến gây ra cái gì nè? Rheumatoid arthritis is an autoimmune condition that results in inflammation of the joints. Ok nha. Vị trí này là results in là dẫn đến cái gì nè? Rồi, cái inflammation là danh từ nè, vị trí này là vị trí của một cái tính từ, của một cái adjective, một tính từ. Nhưng mà xui cho mình á, cả bốn cái lựa chọn này đều là tính từ hết. Cái fatal là gây chết người, cái chữ mild là nhẹ, và chronic với acute, cái cặp tính từ trái nghĩa nha, một cái là mạng tính, một cái là cấp tính, thì chúng ta cũng đã biết rồi nha. Xui cho cả bốn cái đều là form của tính từ hết, vậy thì mình không loại suy được. Khi chúng ta dựa vào cái ngữ pháp thì cái này các bạn phải dựa vào cái ngữ cảnh của câu và dựa vào cái kiến thức của chúng ta nha, về cái rheumatoid arthritis nha, viêm thấp khớp đó các bạn. À,
Vậy thì chúng ta coi nha, rheumatoid arthritis is an autoimmune condition. Autoimmune condition. Ok, cái autoimmune này các bạn, một cái bệnh lý tự tự miễn nè, tự miễn dịch nè. Nè. That results in inflammation of the joints. Nhưng mà cái bệnh lý này nó dẫn đến, nó gây ra cái viêm như thế nào ở khớp nha. Vậy thì chỗ này không thể là fatal được, nó không có chết người hả các bạn. Nè. Nhưng mà cũng không phải là mild, là nhẹ nha. Ở đây chúng ta cân nhắc là chronic hay là acute, cấp hay tính hay là mãn tính vậy thôi nha. Và chúng ta chốt đáp án của mình đó là từ chronic. Ok. Rồi, đó là dạng bài tập thứ tư. Một dạng bài tập nữa là bài tập đọc hiểu, bài tập số 5 nha. Cái phần này thì các bạn phải đọc qua trước nha, chứ còn có mình tôi solo như sáng giờ thì nó sẽ không có hiệu quả ha các bạn. Không biết các bạn đã đọc qua cái phần bài này chưa? The Triune Brain nha, The Triune Brain. Gọi là cái bộ não mà 3 trong 1 hoặc là 3 bộ não đó các anh chị nha, một cái bộ não mà nó có chứa 3 trong 1 nha, hình não ba ngôi nó rất là nhiều cái từ để chúng ta chỉ cái chữ triune này nha. Ok, nhìn giùm tôi các cái câu hỏi trước nha các bạn. Đây, đây là một cái dạng đọc hiểu. Ở đây tổng cộng chúng ta có 13 câu hỏi. Câu hỏi từ 1 đến 9 là thì người ta kêu chúng ta là gì? Classify the following as typical of. Ok. Chúng ta nhận định những cái đặc điểm này nè, nó là thuộc cái bộ não nào nha. Ở đây chúng ta có cái tiêu đề là triune brain, có nghĩa là cái bộ não ba ngôi, bộ não ba trong một á nha. Và ở chỗ này mình có cái tên của nó nè, the reptilian cortex. Ok nha, người ta gọi nó là não bò sát hoặc là não trong, não phẳng đó các anh chị nha, não bò sát. Còn cái limbic cortex sẽ là não giữa nha, còn cái neocortex sẽ là não ngoài nha các anh chị nha. Mỗi một cái não như vậy nó sẽ có một cái chức năng riêng của nó, chúng ta đọc trong bài chúng ta sẽ thấy nha. Vậy thì mình sẽ nhìn nhận coi chính cái câu này nè, chính cái cụm này nè, chính cái phần ID này nè, nó đang miêu tả cái lớp vỏ não nào, cái não nào, não não trong, não phẳng nha, não bò sát, não giữa hay là não ngoài nha các bạn. Reptilian cortex, cái từ reptilian đó là bò sát đó các bạn, nên là mình có cái tên gọi là não bò sát hoặc là não trong hay là não phẳng cũng là nó nha. Limbic cortex sẽ là não giữa và neocortex là não ngoài hay là cái vỏ não mới ở bên ngoài các anh chị. Rồi nhìn giùm tôi 9 câu nha. Giving up short term happiness for future gains. Giving up có nghĩa là bỏ, từ bỏ. Short term là ngắn hạn, happiness là cái niềm vui đó các bạn nha. For future gains, để dành cho những cái thành tựu tương lai nha. Future gains, gains là những cái gì đạt được đó. Maintaining the bodily functions necessary for life, duy trì được những cái chức năng cần thiết cho cuộc sống, chức năng của cơ thể đó cần thiết cho cái sự sống. Experiencing the pain of losing another nha, nó trải nghiệm cái nỗi đau mà mất mát một cái gì đó nha. Forming communities and social groups, ok, nó hình thành nên cái cộng đồng nha, hoặc là các cái nhóm xã hội. Making a decision and carrying it out, ok, thực hiện cái quyết định nha, đưa ra cái quyết định và thực hiện cái quyết định đó. Guarding areas of land, ok, land là guarding areas, ok, định vị đó các bạn nha, vị trí. Developing explanations for things, ok, nó giải thích nha về mọi vật, nó phát triển cái khả năng giải thích về mọi vật đó các bạn. Looking after one's young, ok, looking after là chăm sóc nha, rồi là chăm sóc con nhỏ này nọ đó. Responding quickly to certain movements and noise, ok, có nghĩa là phản ứng nhanh với những cái di chuyển hoặc là với những cái tiếng ồn bất ngờ nha. Vậy chúng ta coi chức năng của cái lớp não nào nha, nó thực hiện cái phần này. Ok, câu số 10 cho đến câu số 13. Câu 10 cho đến 13 nha. Người ta kêu chúng ta là điền không quá 3 từ, 2 từ vào chỗ trống nha. A patient with only a functioning reptilian cortex is known as nha. Một người mà chỉ có một cái chức năng duy nhất của cái não phẳng, não bò sát đó nha, thì gọi là cái gì?
Inhumans is associated with limbic disruption. Cái gì ở người mà có liên quan đến cái limbic disruption? An industrial accident caused penis gas to lose part of his. Trong cái câu số 12 này nó có đề cập đến cái tên riêng, và những cái tên riêng á, nó sẽ giúp chúng ta xác định được cái vị trí của những cái từ khóa này trong đoạn văn rất là dễ dàng nha. After his accident, co-workers, đồng nghiệp đó, noticed an imbalance, là sự mất cân bằng đó, between gauge and higher order thinking. Ok, rồi, gợi ý cho các bạn một chút xíu, giới hạn cho các bạn một chút xíu nha. Bây giờ các bạn nhìn lại giùm tôi cái đoạn văn để thuận lợi cho chúng ta trong cái quá trình theo dõi, thì chúng ta sẽ đánh dấu nó ha các bạn. Đây là đoạn A nè. Đây là đoạn A ha. Đoạn này là đoạn B. Lát nữa bạn chỉ hàng số mấy trong cái đoạn nào thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta theo dõi hơn. Đây là đoạn C. Đoạn này là D nha. Đoạn văn D này là E. F. Đây đoạn G. Ok. Rồi. Đây là một số cái đoạn văn. À, bây giờ gợi ý nha các bạn. Câu số 1 cho đến câu số 9. Câu số 1 cho đến câu số 9 nó sẽ rải từ đoạn A. Đoạn A cho đến đoạn D. Nha, từ đoạn A cho đến đoạn D. Câu số 1 đến câu số 9 nè. Này, nó sẽ nằm từ trong cái passage nha, passage A nè cho đến D nè nha các bạn, giới hạn dạng vậy cho các bạn tìm cho nó dễ. Dĩ nhiên ở nhà mà bạn làm được rồi thì nó quá tốt các bạn, còn nếu chưa thì chúng ta cũng có cái thời gian nhanh. Câu số 13 cho đến câu số 10 cho đến câu số 13 nó sẽ nằm trong đoạn văn là E, F và G nha các bạn. Từ đoạn E rồi cho đến đoạn G. Đó. Ok. Vậy thì khi các bạn làm đó, các bạn tìm cho tôi cái câu trả lời match với các cái lựa chọn ở đây thì các bạn phải có được cái minh chứng. Lát nữa các bạn nhờ các bạn chỉ giùm tôi cái minh chứng nó nằm ở chỗ nào nha các bạn. Rồi, để các bạn thêm khoảng một vài phút nữa làm giùm tôi cái phần này, tại vì các bạn phải thao tác, các bạn phải làm cái đã rồi chúng ta cùng sửa bài với nhau thì nó mới ok được ha các bạn. Còn tôi cung cấp đáp án cho các bạn thì nhanh lắm nha. 1 phút 30 giây là xong đáp án nè. Nhưng mà các bạn sẽ không có tận dụng được cái phần đọc hiểu một cái kỹ năng nào cả nha. Nên là những bạn nào đã làm rồi thì các bạn có thể coi lại một lần nữa, xem coi cái vị trí giới hạn cái đoạn văn nè cho các câu trả lời nè, có nó có khớp với cái phần gợi ý của tôi chưa. Nha, nếu khớp rồi thì bạn check lại một lần nữa, còn nếu chưa khớp thì bạn cũng phải coi lại nha. Rồi ai chưa làm thì các bạn cũng tranh thủ chúng ta làm nhanh qua nha các bạn. Để cho các bạn thêm khoảng 5 phút nha. 5 phút nữa thôi, đúng lý là bình thường là chúng ta xử lý cái đoạn này là 20 phút đó, nhưng mà nhờ các bạn làm trước ở nhà rồi nha. Nên là thêm 5 phút nữa thôi nha các bạn thì chúng ta sẽ sửa bài chung với nhau. 7 phút đi, 9 giờ 13 đến 9 giờ 20 chúng ta sửa bài. Ok.
phần minh chứng cho các cái câu trả lời nha. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như câu số 1, chúng ta chọn đáp án của mình là câu C, có nghĩa là nó tương ứng với cái neocortex, cái não ngoài nha. Giving up short term happiness for future gains. Cái câu đó nó paraphrase từ đâu các bạn? Các bạn nhìn giùm tôi. Đoạn văn D nha các bạn. Trong cái phần mà thua tô đỏ đó nha. Nó có hai cái chỗ mà để chúng ta quyết định cái đáp án của câu số 1, đó là câu 1C. Thứ nhất các anh chị coi nè. Anticipating a better grade on the following morning's exam. A student can ignore the Olympic urge to socialize and go to sleep early instead. Và một cái câu nữa ở cuối cùng. The ability to sacrifice our thrive for immediate satisfaction in order to benefit later is a product of the neocortex. Ok, chúng ta căn cứ vào hai cái chỗ đó nha. Nó nói cái gì các bạn? Dự đoán trước hay là lường trước một cái điểm cao hơn ở cái bài thi vào môn sau nè, thì học sinh có thể gọi là lờ đi nha, lờ đi. Ok, cái phần gọi là cái mong muốn, cái ham muốn mà gọi là kết bạn giao lưu của mình để đi nghỉ, đi ngủ sớm nha. Ok, có nghĩa là có thể ngắm tới cái đạt được trong tương lai mà để hy sinh cái hiện tại để các bạn, thay vì nó lên mạng nó chơi game cái này kia, thì nó mong muốn nó nghĩ về một cái điểm cao hơn cho cái buổi thi sáng vào ngày hôm sau nha. Nó sẽ lờ đi cái chuyện mà chơi game, chờ đi cái chuyện mà xã giao, giao tiếp xã hội, mà nó sẽ đi ngủ sớm nha. Hay cái câu cuối cùng nó nói cái gì? Cái khả năng mà hy sinh nha, cho cái sự hài lòng ngay tức khắc để được cái hưởng lợi sau này, đó là một cái sản phẩm của cái não này, của cái neocortex này, của cái lớp não này nha. Đó. Tương tự các cái câu từ số 2 cho đến số 9 nha. Chúng ta sẽ không có thời gian chúng ta đi hết, nhưng mà tôi đánh dấu lại các cái phần minh chứng để các anh chị đọc lại cho các cái lựa chọn của mình nha. Chẳng hạn như trong đoạn 2 chúng ta có minh chứng cho câu số 2, câu số 9 và câu số 6 nha. Tôi đánh dấu nó bắt đầu từ đâu hết các anh chị. Các anh chị có thể tham khảo nha. Đây. Ok. Hai đoạn B chúng ta có các minh chứng dành cho câu số 3, số 8 và số 4 thì các anh chị đánh bằng những cái màu nó khác nhau để các anh chị nhìn cho nó phân biệt, nó hơi màu sắc chút xíu nha, nó hơi hoạt họa hoạt hình chút nha. Hai đoạn văn C của chúng ta nè có minh chứng dành cho câu số 7. Câu số 7 nha các anh chị. Đoạn văn D thì có câu số 5 và câu số 1 nè. Câu số 5 với câu số 1, câu số 1 tôi tô đỏ rồi ha. Rồi, đó là câu 1 đến câu 9 từ đoạn văn A, rải rác từ đoạn văn A cho đến đoạn văn D. Câu số 10, 11, 12 đã giới hạn cho các bạn là nằm trong ba cái đoạn văn cuối cùng nha. Bốn cái câu điền từ nó sẽ nằm trong ba cái đoạn văn cuối cùng. Các bạn coi câu số 10, 10 trước nha, câu số 10. Câu số 10 cụ thể là nó sẽ nằm ở trong đoạn văn nào ta? Ok, đoạn văn E đó các bạn, nằm ở trong đoạn văn E nha. Ngay chữ cái chữ là the most devastating form of brain damage, for example, is a condition in which someone is understood to be brain dead. Ok, đây. Đây là minh chứng dành cho câu số 10 ha các bạn. Vậy thì từ cái câu minh chứng này chúng ta pick up ra cái đáp án là cái gì? Các bạn có thể coi lại một lần nữa nha. The most devastating form of brain damage, for example, is a condition in which someone is understood to be brain dead. Ok. Câu số 11, các bạn coi cái đoạn văn kế tiếp.
Nó bắt đầu từ cái chữ là đầu. In our spaces. Đây hả các bạn. Đây. Đây là minh chứng của câu số 11. Thì các bạn tiếp cấp gì thôi. In all spaces, limbic damage is closely related to sociopathic behavior, hành vi xã hội. Nha. Câu số 12, 13 nằm trong đoạn văn cuối cùng. Đây, nó có đề cập đến cái tên riêng đó các bạn. Nên là chúng ta sẽ xác định cái vị trí của câu 12 rất là dễ dàng, nằm ở đây. Và câu 13, câu 13 chính là cái đoạn ở phía sau này. Này. Ok. Đó. Đó là vị trí của bốn cái phần minh chứng cho câu số 10 đến câu số 13. Và đáp án cụ thể dành cho câu số 10 cho đến 13 nhé các bạn. Câu số 10 đáp án của chúng ta đó sẽ là brain death. Chết não. Đây. Câu số 11 đáp án của chúng ta đó chính là cái hành vi xã hội lúc nãy đó các bạn. Cái từ hành vi xã hội đó, social pathic behavior. Pathic. Behavior. Rồi, câu số 12 đáp án của chúng ta là neocortex. Câu 13, animal. Animal, rule. Intensity. Như là cái bản tính động vật đó các anh chị nha, trong người mình có phần con với phần người đó, thì cái này là cái phần 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 con nè, nó hơn nè từ sau cái vụ tai nạn nha. Đấy, các anh chị, các cái minh chứng cụ thể trong cái đoạn văn từ E nè, F và G. Đây ha. The most devastating form of brain damage, for example, is a condition in which someone is understood to be brain dead. Này các bạn. Đó. Đó. Chết não. Đây. In our own spaces, limbic damage is closely related to đây, hành vi xã hội. Ok. Yeah, Penis Gage survived an accident. Nè, sống sót sau một cái vụ tai nạn này nha. Mà bị cái thanh sắt nó xuyên qua não nè nha. Rồi, his neocortex nè các bạn. Đây. Đó. Và cái câu cuối cùng nè, nó dễ dàng ha, nó dùng cái danh từ sở hữu ở chỗ này thì chúng ta phát hiện cũng rất là dễ dàng. Nha. Cái bản tính mà phần 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 con ở trong trong người của ông ta đó, nha. Sau cái vụ tai nạn thì cái tính vật của ông ta đó, nha, chúng ta hay gọi là cái phần con vật đó. Rồi, đây chính là cái phần đọc hiểu của chúng ta đó các bạn. Và như tôi có chia sẻ ngay từ đầu thì tất cả mọi thứ nó dừng lại ở gọi là kỹ năng nha. Chúng ta luyện cái cách để chúng ta đọc nha, chúng ta tập cho nó quen những cái mà nói về cái chiến lược á, thì chúng ta nói lý thuyết nó rất là nhanh, còn cái phần còn lại của các bạn là cái phần practice á, cái đó mới nó là quyết định nha các bạn. Đọc một cái bài đọc ok thì đầu tiên chúng ta phải có chiến lược đọc, cái thứ hai là chúng ta phải có cái vốn từ nữa, vốn từ nó phải cái tương đối nha các bạn, và cái thứ ba cái quan trọng nhất đó chính là các bạn phải thường xuyên các bạn practice, các bạn thực hành
nha. Rồi, đây là đáp án từ 1 đến 9 nè. Bạn nào chưa có ghi chú lại kịp á, thì chúng ta có thể tham khảo lại. Ok, đó là handout đầu tiên, handout thứ nhất nha các bạn. Các bạn chịu khó ở nhà chúng ta coi lại thêm nha. Thầy chiếu lại mấy câu đầu của handout một giúp em chứ, năm câu đầu thôi. Sao vậy bạn? Dạ, thầy chiếu lại đáp án năm câu đầu của phần True the best answer phần một La Mã thầy. Tại nãy em vô hơi trễ nên em bỏ qua. À, là bạn vô sau đúng không? Dạ. Rồi, ok. Vậy bạn tranh thủ chụp lại nhanh ha, để chúng ta Dạ qua cái dạ. handout tiếp. Này đúng không cô? Dạ đúng rồi thầy. Rồi, ok, được ha. Thầy được rồi thầy cảm ơn. Rồi, chúng ta qua handout số 2 của mình nha các anh chị. Ok, phần đầu tiên là phần MCQ nha. Đây, phần này cũng vậy, cũng phân tích ngữ pháp là ra được hết các anh chị nha. À, đây, hypotension, đây là danh từ nè. Danh từ, vậy thì vị trí đứng trước danh từ chúng ta sẽ cần một cái adjective, chúng ta cần một cái tính từ. Vậy thì những cái đuôi ly nè, potentially là các anh chị loại nè. À, câu B và câu D chúng ta loại. Ok. Phân tích cái chỗ trống đầu tiên thì chúng ta chỉ cần nhắc câu A hoặc là câu C thôi. Tiếp tục chỗ trống thứ hai. In her level of, sau cái giới từ of này các anh chị, thì vị trí này là vị trí của danh từ. Một cái noun. Ở đây dĩ nhiên là không có động từ thì mình rồi ha. Chúng ta chỉ tìm kiếm cái danh từ thôi. Giữa cái chữ conscious và consciousness thì danh từ chính là cái consciousness. Loại câu A và chúng ta chốt đáp án của mình đó là câu câu C. Ok. Vậy xử lý câu số 1 bằng cách phân tích ngữ pháp là ra nha các anh chị. Câu số 2. In a bowel obstruction or intestinal obstruction. Hai cái này là một nên là chúng ta chỉ cần dịch là một thôi nha. Mình không có cần dịch là trong cái sự tắc ruột hoặc là sự tắc ruột nha các anh chị, không cần phải vậy. Nó nói với nhau bằng cái chữ O này nè thì chúng ta nói một cái là ok. Nè, người ta cho hai cái cụm tương đồng thì chúng ta chỉ cần nói là trong cái tình trạng tắc ruột vậy thôi. A blockage prevents the contents of the intestine. Ok, chúng ta có cái chủ điểm ngữ pháp lúc nãy prevents và đi với giới từ from. Vậy thì chỗ này against cũng được nha các anh chị, nhưng mà true là không được nè. Loại câu D prevents đi với giới từ against này nè, against hoặc là từ từ from là được nha. Rồi, tiếp tục chỗ trống thứ hai, passing normally và the digestive tract. Chúng ta có onto là không được nè. Onto là ở trên cái gì đó nha, loại cái giới từ này. True hoặc là via thôi nha, true hoặc là via. Câu số 2. Câu số 2, thực chất chúng ta có thể chọn được hai câu nha các bạn. Câu A nè. Hoặc là câu B. A hoặc là B nha. Ở đây nó có hai lựa chọn. Bởi vì cái chữ against này nè, đúng lý là 7 các bạn là dùng cái chữ against kia kìa chứ không phải against này đâu, nhưng mà ghi ra cái này.
cái prevent nó cũng đi được với cái chữ against nữa các bạn. Nào, nó giống như cái từ from vậy đó. Prevent someone against doing something có nghĩa là ngăn không cho ai đó làm cái gì đó nha. Cái này nè là best option nè, nhưng mà thực chất cái chữ against này người ta vẫn có thể giải thích được. Còn cái via hoặc là through người ta có thể thông qua cái gì đó, qua cái gì đó nha. Nên là chịu khó câu này ghi chú giùm tôi này ha. Nếu khi các bạn làm chính thức thì người ta chỉ có một cái best option thôi nha. Còn trong quá trình này nè thì người ta quên mất tiêu cái chữ against này. Rồi, bowel obstruction hoặc là intestinal obstruction là hai cái là một, đó là sự tắc nghẽn tắc ruột. Rồi, còn cái blockage là sự tắc nghẽn nói chung nè các bạn. Prevents the contents of the intestines. Mình đừng có dịch là sự tắc nghẽn ngăn cản nội dung của ruột nha các bạn. Mình không dịch cái chữ contents sẽ là nội dung mà là các cái chất ở trong ruột nha. Nó ngăn cản làm gì đó, ngăn cản các cái chất ở trong ruột không có đi qua nha. Gọi là không có qua được cái đường tiêu hóa một cách bình thường nha. Không có qua được cái đường tiêu hóa là digestive tract là đường tiêu hóa và normally là một cách bình thường. Ok. Câu số 3, laboratory studies. Nha, cái laboratory mình hay thấy viết tắt là cái chữ lab đó các bạn. Yeah, studies of stem cells, tế bào gốc. Enable scientists. Cái chữ enable này các bạn nó giống như cái chữ allow vậy đó. Có nghĩa là chỗ này phải dùng cái động từ nguyên mẫu có to. Khi có cái chữ enable cộng với object và chỗ này là phải là có to chứ không phải là verb in. Nên là chúng ta loại câu A nè. Chúng ta loại câu B đi. Yeah, chúng ta chỉ còn lại câu C hoặc là câu D. Tiếp tục cái chỗ trống thứ hai. To learn about the cell's essential properties and makes them different from specialized cell types. Okay. Ở chỗ này chúng ta còn lại câu C và câu D, nhưng chỗ này không phải là đại từ quan hệ nha các bạn. Chỗ này không phải là vị trí của đại từ quan hệ, mệnh đề quan hệ. Chúng ta loại cái từ which đi. Mà đây là vị trí của một cái noun clause, có nghĩa là một mệnh đề danh từ. Mệnh đề danh từ. Và chỗ này là what nha. What makes them different from specialized cell types, ok, chứ không phải là which. Ở đây vị trí này không phải là vị trí của adjective clause mà là noun clause. Chúng ta có mệnh đề tính từ và mệnh đề danh từ, mệnh đề trạng từ. Nếu các bạn, mệnh đề tính từ tên gọi khác của nó chính là mệnh đề quan hệ nha. Còn ở đây không phải là vị trí của mệnh đề quan hệ hay là mệnh đề tính từ mà là vị trí của mệnh đề danh từ nha các bạn. Nha, chúng ta chọn cái từ what là như vậy. Câu số 4, câu số 4, một câu về từ vựng nha. They're found around the eye nè. Around the eye, đây cũng là một cái dấu hiệu nhận dạng nè các bạn. Nha. Cái cơ nào mà ở bên, mà gọi là thấy ở xung quanh mắt nè. As sphincter type muscles, meaning that they're muscles in a ring. Ok, the muscles nè các bạn. Cái the muscle ở đây là chủ ngữ của cái chỗ trống thứ hai. Thì các bạn có thể suy ra trước nè. The muscles in a ring. Đây là chủ ngữ số nhiều nha. Thì chỗ này chúng ta phải chia động từ. Vậy thì cái câu bị loại là cái chữ formed ed và cái chữ forming. Đây không phải là rút gọn của mệnh đề quan hệ. Cái mệnh đề phụ đi sau that, chỗ này là phải chia động từ. Vậy chỗ này nếu là chủ động thì chúng ta dùng cái chữ form này. Còn nếu là bị động thì chúng ta dùng cái chữ form này nha. Trở lại cái chỗ trống đầu tiên. Vậy thì chúng ta còn hai cái từ vựng. Một cái là frontalis muscles. Ok, frontalis muscles nghĩa là cơ trán. Và một cái là orbicularis oculi, oculi đó là cơ vòng mi. Vậy thì khi mà chúng ta dịch đến cái tên không thôi thì chúng ta cũng đã chốt được cái đáp án của mình, đó là câu C ở chỗ này các bạn nha. Orbicularis oculi là cơ vòng mi nha, mi mắt. Còn cái frontalis muscles là cơ trán, masseter muscles là cơ cắn và temporalis muscles là cơ thái dương nha các bạn nha. Đó là cái chỗ trống đầu tiên về từ vựng và chỗ trống thứ hai là chúng ta phân tích về cấu trúc. Câu số 5. The digestive system main function is, nếu các bạn để ý được nè, the function nè, đây sáng chúng ta có nói rồi nè, is. Ok. Vậy thì cái form động từ ở chỗ này nè, chúng ta loại câu A. Loại câu A đi, chúng ta loại câu B đi. Nha, chúng ta đừng có nhìn thấy cái chữ is ở chỗ này, chúng ta nói chúng ta cần cái V3 về đi. Ở đây nè, nó bị phụ thuộc vào nè. Chức năng chính yếu của hệ tiêu hóa là cái gì đó. Vai trò của cái gì đó là cái gì đó. Mục đích của cái gì đó là cái gì đó. Thì cái chỗ form động từ này là phải là to verb nè các anh chị. Nên chúng ta chỉ cần nhắc câu C hoặc là câu D. Còn lại chỗ trống thứ hai sau cái chữ to này là để nè các bạn. Nó là một cái phương tiện để làm cái gì đó. Vậy thì chỗ này chúng ta cần một cái verb be.
Nhưng cả cái chữ expel và cái chữ digest đều là verb bear hết. Vậy chúng ta cân nhắc cái nghĩa của hai cái từ này nha. Expel là tống ra, trong khi digest là tiêu hóa. Vậy thì mình nhìn lại thêm cái danh từ ở phía đằng sau là waste materials and toxins nha, chất thải và độc tố nha. Phía sau chỗ trống là chất thải và độc tố, thì chỗ này chúng ta đã chọn cái động từ là expel là thích hợp nha. Và đáp án dành cho câu số 5 của chúng ta đó là câu C. Ok, vừa kết hợp với ngữ pháp và vừa kết hợp với từ vựng, nên các bạn cứ chữ expel là tống ra, digest đó là tiêu hóa nha. Nên là dựa vào cái danh từ là waste materials là chất thải với là độc tố ở phía sau đó, thì chúng ta không thể nào mà nó là tiêu hóa chất thải và độc tố mà là tống ra ha các bạn. Vậy người ta nói gì nè, chức năng chính của hệ tiêu hóa là làm gì nha? Cung cấp dưỡng chất cho cơ thể nha. To provide the body with healthy nutrients nha, chúng ta dịch là cung cấp dưỡng chất cho cơ thể là ok. Và chức năng thứ hai nữa làm gì nữa? Đẩy các cái chất thải và độc tố ra ngoài nha. Provide a means, mình không dịch sát là cung cấp một cái phương tiện để tống các cái chất thải và độc tố. Đơn giản chúng ta thoáng một chút xíu, chúng ta dịch là nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, cái chức năng thứ hai là đẩy các cái chất thải và độc tố ra ngoài, vậy thôi nha. Tiếp tục câu số 6. Câu số 6 là một câu check chúng ta về từ vựng, lại coi xem cái này là cơ gì được đề cập ở đây. Found between the ribs, ok, vị trí nằm của nó là between the ribs, ok, giữa các cái xương sườn nha. Their muscles firm and move the chest wall, chức năng của nó nè, hình thành nên và di chuyển cái thành ngực nè. Assisting with breathing, hỗ trợ hô hấp. Ok, và đây chính là chức năng của cơ liên sườn nha các bạn. Intercostal muscles, đó là cơ liên sườn. Còn cái rectus abdominis, sáng giờ chúng ta cũng có nói rồi ha, cơ thẳng bụng. External oblique muscles, cơ xiên chéo bên ngoài. Biceps femoris, nhị đầu cánh tay, không phải. Đây là chức năng của cơ liên sườn, intercostal muscles. Câu số 7 nha, câu số 7. Ok, câu số 7 nãy chúng ta có nói nha. Cái ok, sáng chúng ta có nói cái câu số 7 này nhưng mà gặp nó với dạng khác á, các bạn nhớ không ta? Some children with muscular dystrophy, đây là loạn dưỡng cơ nè, một số đứa trẻ mà nó bị cái tình trạng loạn dưỡng cơ á thì nó tử vong ở giai đoạn nào? Trong khi những cái đứa khác thì nó có thể sống được đến cái giai đoạn trưởng thành nha, với cái moderate gì đó. Vậy thì sau cái in này nè các bạn, sau cái in này chúng ta phải chọn một cái động từ thêm binh hoặc là một cái danh từ. Ở đây không có động từ thêm binh nên chúng ta khẳng định chúng ta cần một cái danh từ ở chỗ này nha, một cái danh từ chỗ này, nhưng mà danh từ nào nè ha. Rồi moderate là tính từ nè, vậy thì vị trí đứng sau tính từ chúng ta cũng chọn với một cái danh từ luôn. Ok, vậy thì bạn có thể nhìn một lượt hai chỗ trống nè. Nếu chỗ trống đầu tiên chúng ta cần danh từ, xui quá cái chữ infants này cũng là danh từ, mà infancy cũng là danh từ luôn nha. Hai cái là danh từ, chỉ có điều là cái infants là danh từ chỉ người, có nghĩa là trẻ sơ sinh, còn cái infancy là giai đoạn sơ sinh nha. Rồi chỗ trống thứ hai là cần danh từ nè. Danh từ thì chúng ta loại cái chữ disable ra, disable ra ha các bạn. Đây, bởi vì disable đuôi able là đuôi tính từ, disability mới là danh từ nha. Vậy thì chúng ta chỉ còn cân lại câu A hoặc là câu B. Và sáng nay tôi có giải thích rồi một lần ha các bạn, vị trí này chúng ta chọn một cái danh từ, nhưng cái danh từ đó là danh từ cái infancy này chứ không phải là infants. Ok, ở phía sau chúng ta có cái giai đoạn nữa nè, giai đoạn trưởng thành này là giai đoạn sơ sinh nha, chứ mình không dịch, không có đề cập đến cái danh từ chỉ người cụ thể là trẻ sơ sinh hay là người lớn nha, mà giai đoạn sơ sinh và giai đoạn trưởng thành, vậy thôi. Câu số 8. The chronic pancreatitis. Ok nha. Cái chronic là mãn tính thì chúng ta biết rồi ha. Pancreatitis, viêm tụy nha. Is usually due to alcohol abuse. Ok, thường là do cái nghiện rượu bia ra nè. Alcohol abuse là lạm dụng cái rượu bia, chúng ta dịch là nghiện rượu bia nè các anh chị. Rare causes include, các cái nguyên nhân hiếm hơn thì bao gồm là gì nè? Hyperlipidemia, cái này là máu nhiễm mỡ nè các bạn nha. Rồi còn cái này là rối loạn sắc tố di truyền nè nha. Hemochromatosis, ok, rối loạn sắc tố di truyền đó, người ta mới giải thích ra đó là một cái bệnh lý về di truyền, inherited disease, ok nha. Too much dietary iron is observed, ok nha.
Rồi, nó giải thích ra cái rối loạn sắc tố di truyền này, đó là một cái bệnh lý di truyền mà trong đó đó các cái nguyên tố sắt á, trong cái khẩu phần ăn của chúng ta nó quá nhiều, hấp thụ quá nhiều cái nguyên tố sắt khi chúng ta ăn nha. Ở chỗ này chúng ta chọn cái giới từ là in which nha các bạn, chứ không phải là cái từ which thông thường nha. In which hay là where đó các bạn nha, khi mà đó, when hay là in which nha. Còn cái chữ which này chẳng qua chỉ là đại từ quan hệ thôi, còn cái này chúng ta dùng là in cộng với which, nó giới từ cộng với từ which này thì nó tương ứng với cái trạng từ quan hệ nha. Khi mà rồi chúng ta hay nói cái bệnh lý nó xảy ra khi nào đó, nó thường xảy ra khi nào đó, các chuyện đó là nè, nó nói nè, rối loạn sắc tố di truyền, nó mới giải thích rối loạn sắc tố di truyền là gì. Đó là một cái bệnh lý di truyền nha, bệnh lý di truyền nơi mà ok, nơi mà hay là khi mà cái nguyên tố sắt được hấp thụ quá nhiều ở trong cái chế độ ăn của chúng ta. Ok, nó đang đề cập đến cái when nha các anh chị, cái tình trạng đó nó xảy ra khi nào nha, khi mà cái nguyên tố sắt này nó được hấp thụ quá nhiều, chứ chúng ta không có dùng cái từ which là như vậy, nên là các anh chị để ý cái chỗ này ha, in which chứ không phải là which. Câu số 9. Ok, câu số 9 nè, chỗ trống thứ nhất đó các bạn, nó đứng sau động từ to be là where nè. Vậy thì chỗ này chúng ta loại cái hydration ra nè các bạn, thiếu nước nè, hydration là danh từ nha, danh từ nè. Còn cái hydrated này là giữ lại được nè. Tiếp tục chỗ trống thứ hai phía xa trước là where luôn. Vậy thì chỗ này chúng ta cân nhắc, nếu là quá khứ tiếp diễn thì chúng ta chọn cái verb in, còn nếu là câu bị động thì chỗ này sẽ là một cái V3 VD nha. Và đáp án của chúng ta chỗ này là bị động như các bạn, được kiểm soát nha, được kiểm soát. Where's monitor? Ok. She was hydrated with IV fluids. Ok, gọi là truyền nè các bạn ha, truyền tĩnh mạch nè. Đó. And her body temperature was monitored for fluctuations. Ok, và cái thân nhiệt cũng được kiểm soát nha. Không dao động đó. Câu số 10. Ok, một câu về từ vựng, lại là tên của một cái cơ gì đó nữa ha các bạn. Đây, muscles. Chúng ta có intercostal muscles là cơ liên sườn, sáng chúng ta nói rồi, rectus abdominis chúng ta cũng nói rồi nha, cơ thẳng bụng đó, cơ sáu múi đó các bạn, external oblique cơ xiên chéo và biceps femoris, những cái từ này chúng ta gặp rồi. Các bạn coi nè, nó giải thích gì? Two vertical muscles nha, hai cái dải cơ mà thẳng đứng, that extend from the chest down to the bottom of the trunk, nó kéo dài từ cái phần ngực cho đến tới cái phần bụng nha, phần phần dưới của cái thân đó nha. Are important for body's posture, nó rất là quan trọng, chức năng của nó trong cái việc mà giữ cái dáng của cơ thể nè. Help with the breathing and play an important role in protecting the internal organs, nó cũng hỗ trợ cái việc hô hấp nè, rồi giữ vai trò quan trọng trong cái việc bảo vệ các cái cơ quan nội tạng. Nó bao gồm là hai cái dải cơ thẳng đứng kéo dài từ phần ngực cho đến tới bụng dưới. Ok, vậy thì chắc chắn đây là miêu tả của cái cơ thẳng phía trước nè các bạn, cơ sáu múi của các bạn đó. Rồi, bài tập thứ ba là bài tập về đồng nghĩa. Cách làm thì chúng ta cũng đã biết rồi ha các bạn. Tôi nhìn thẳng cái chữ cold, đồng nghĩa với nó là gì? Đồng nghĩa với nó là non s. Giờ này mà không chọn được cái này nữa thì thôi gọi là bị xử bắn là vừa ha các bạn. Làm sao mà chúng ta chọn cái từ non này được? Non là phải đi với s, cold là không có s. Còn câu B nè, nó phải là V3 mới được, chứ không phải là no, không phải là knowing nha các bạn. Nó phải dạng là V3 VD bị động mới được, chứ không phải là dạng là verb in hay là verb be, không có nha. Câu số 2 đồng nghĩa với distinguish, đó là differentiate, có nghĩa là phân biệt nha. Phân biệt cái gì với cái gì đó thì chúng ta dùng là distinguish hoặc là differentiate nha các bạn. Differentiate. Còn cái classify này là phân loại, còn branch là phân nhánh, còn cái contribute là góp phần vào cái gì đó, đóng góp vào cái gì đó nha. Trong khi đây là phân biệt cái gì với cái gì đó. Are distinguished from other cell types, nghĩa được phân biệt với các loại tế bào khác đó, bởi những cái đặc tính, hai cái đặc tính quan trọng này của nó chẳng hạn. Cái đó là tôi dịch nha, chứ còn không tôi bạn nhìn vào cái từ distinguish thì tôi chọn ngay differentiate vậy thôi. Cái chronic, chronic mình có acute mà chọn đồng nghĩa với chronic là không đúng rồi. Chọn câu nào chọn chứ chọn câu B là thôi không được rồi hả các bạn nha. Một cái là cấp tính, một cái là mạng tính. Mà hả, mạng tính thì cái đặc trưng của nó là gì nha?
Mortal là chết người nè, không phải. Benign là lành tính, là không phải nha. Một cái từ khác sử dụng được để miêu tả cho từ chronic đó là long lasting, cái là kéo dài nha, long term, long lasting. Câu số 4 nãy tôi có nói nha, causes gây ra nè, đồng nghĩa với nó sẽ là lead to nè, dẫn đến gây ra nè, results in cũng dẫn đến gây ra nè, triggers cũng gây ra nè nha. Nên ở đây chúng ta chọn câu tất cả đều đúng để chúng ta học từ vựng. Ngoài ra chúng ta còn có thêm cái từ là induce cũng là gây ra nè. Rồi trigger, rồi bring about cũng là gây ra nè. Nãy một loạt 5-6 từ đồng nghĩa với nhau đó các bạn. Tôi có gợi ý cho các bạn rồi lúc nãy. Câu số 5 đồng nghĩa cái chữ perform, thực hiện đó các bạn nha. Ở đây nó đang đề cập đến cái chuyện mà phẫu thuật đó, thực hiện, thì chỗ này chúng ta dùng cái chữ là carry out, tiến hành, thực hiện, đồng nghĩa với chữ perform trong ngữ cảnh của câu này. Induce thì các bạn, induce là gây ra luôn nè nha. Induce, ok, nó giống như cái từ nãy induce, và ở đây là bring about nha các bạn, nó đồng nghĩa với các cái nhóm từ ở trên kia đó các bạn. Đây bổ sung thêm trên này nè, lead to, result in, trigger, causes, bring about, induce nha. Induce đó là tất cả những cái từ đồng nghĩa của nhau nha. Ở đây nó bẫy mình nè, mình nhớ không kỹ cái phrasal verb là sai nè. Result đi với from là bắt nguồn từ nguyên nhân gì đó chứ không phải là gây ra. Còn bring up này là nó bẫy mình nhớ được cái từ bring mà không nhớ được cái giới từ đi kèm với từ bring để tạo thành cái phrasal verb có nghĩa đúng á thì là cũng không được. Bring up là nuôi dưỡng các bạn, lead sẽ là phải đi với to nha. Mới nghĩa là gây ra, còn dẫn ra từ cái chỗ nào đó là không phải. Câu số 7 đồng nghĩa với chữ replace, ở đây chính là chữ change nha các bạn, chữ change nha. Change. Thay đó nha. Rồi câu số 8 inform thì đồng nghĩa với nó chính là chữ notify nha, thông báo. Inform hoặc là notify. Artificial là nhân tạo đó các bạn nha. Hàng nhân tạo thì không thể là hàng real hoặc là hàng o được ha. Các bạn nữ mà hay mua hàng online thì chúng ta nay có hàng hàng raw, hàng o với hàng 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 fake đó, nhà hàng pha ke với hàng o nè. O này là hàng thật nè, đúng không? Còn artificial đây là nhân tạo, và trong cái ngữ cảnh này nè, cái khớp thay khớp nhân tạo thì chỗ này chúng ta dùng được cái từ là prosthetic, nhân tạo. Kế tiếp câu số 10, cái tên thuốc nó xuất phát từ cái gì đó nha, cái derive ở đây nè, derive ở chỗ này trong cái ngữ cảnh câu này nó đồng nghĩa với chữ là deduce nha các bạn, có nghĩa là nó xuất phát từ, nó có nguồn gốc từ. Đó. Rồi, đó là cái cách để chúng ta học cái phần từ đồng nghĩa nha các bạn. Các bạn học thẳng vào cái từ thôi. Kế tiếp, nhận lỗi sai. Ok. Thao tác thì chúng ta cũng đã nói nhiều rồi ha các bạn. Cái strategy chiến lược, cái focus của nó sao 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 chúng ta cũng đã nói rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích từng câu thôi. Câu số 1. Câu số 1 các bạn coi nè, lỗi sai nó chỉ nằm một trong bốn cái thành phần được gạch dưới. Ở đây tới năm nữa các bạn. Long with cái này basic bỏ này các bạn. Bỏ chỗ này. Đây, 4. 4 thôi. Đây. Ok, lỗi sai nó chỉ quanh quẩn bốn cái thành phần gạch dưới thôi. Và chúng ta coi nè, there are cộng với danh từ số nhiều thì cũng không có gì sai cả. Important tính từ đứng trước danh từ cũng không có gì sai cả. Along with là cùng với cái gì đó. Nhưng mà tới cái chữ exhale này nè các bạn, nó có cái dấu hiệu nhận dạng là cái chữ and. Vậy thì bạn coi coi nó song song là song song với cái chữ nào, nó song song với chữ inhaling ở phía đằng trước nè các bạn. Mà inhaling tại sao thêm in là đi sau với từ of nè, nên nó phải thêm in nè. Vậy thì cái chỗ này chúng ta dùng exhale là không đúng nha. Mà đáp án đúng của nó phải là exhaling, thở ra. Inhale là hít vào, còn exhale là thở ra nha các bạn. Nên là lỗi sai nằm ở chỗ này. Exhale. Câu số 2. Câu số 2 nhìn cũng rất ư là dài, nhưng mà một lần nữa các bạn cứ việc để ý cho tôi bốn cái thành phần được gạch dưới, chúng ta phân tích nhìn trước nhìn sau nó nha, để chúng ta thấy cái dấu hiệu nhận dạng. Rồi, chủ ngữ của chúng ta human female reproductive system, thật ra cái chữ system này là số ít nè, nên là chữ contains TMS thì cũng không có gì cả nha. Vagina cũng là danh từ số ít, nên cái chữ which này nè đứng sau dấu phẩy nè cũng không có gì cả, mình đều quan hệ nha.
Rồi, tới cái chữ là house này nè các bạn. Tới chữ house thì các bạn coi nha. Cái chữ house đứng sau cái từ which và nó which nó thế cho cái chữ là uterus cũng không có gì cả nha. Nhưng tới cái chữ produces nè nè, nó đứng sau cái chữ which nhưng chữ which này thế cho chữ nào? Thế cho chữ ovaries ở phía đằng trước. Mà ovaries là danh từ số nhiều. Vậy thì cái chữ produce này bị sai. Chúng ta sửa lại bằng cách là bỏ S đi các bạn. Produce. Đó. Nên cái câu nó dài nhưng các bạn cũng đừng có bị cuốn vào cái phần từ vựng nha. Chúng ta cứ việc nhìn trước nhìn sau từng cái chỗ trống như vậy nha. Câu số 3. With advancements in imaging technologies. Ok. Cái technologies là công nghệ, là advancements, là những cái tiến bộ nha. Còn cái imaging technology thì mình dịch phải là công nghệ chẩn đoán hình ảnh. Các bạn, cái từ image là hình ảnh đó. Nhưng mà imaging technology thì mình dịch là công nghệ chẩn đoán hình ảnh. With advance in imaging technology nghĩa là với những cái tiến bộ trong cái công nghệ chẩn đoán hình ảnh thì sao? The morbidity and mortal rates. Ok. Morbidity là cái tỷ lệ mắc bệnh nha, cái morbidity nè, tỷ lệ mắc bệnh, còn cái mortal rates là tỷ lệ tử vong. Cái mortal này là chết nè các bạn nha, tỷ lệ tử vong. Associated with nha, liên quan đến cái brain abscess, có nghĩa là cái áp xe não nha. Nó làm gì? Reduce, help reduce in recent decades, đã giảm nha, đã giảm trong những thập kỷ gần đây, trong những thập kỷ gần đây nha các bạn nha. Decades là 10 năm đó, trong những thập niên gần đây, recent decades. Ok nha. Rồi, với những cái tiến bộ trong cái công nghệ chẩn đoán hình ảnh nè nha, thì cái tỷ lệ mắc bệnh, morbidity là tỷ lệ mắc bệnh và cái mortality là tỷ lệ tử vong mà liên quan đến nha, áp xe não đã giảm nha, trong những thập niên gần đây. Rồi, vậy thì khi tôi dịch ra như vậy tôi vẫn không phát hiện được cái lỗi nào sai. Vì tôi mới nói với các bạn là trong cái lỗi sai đó thì các bạn phải để ý kỹ ở đây mà gạch dưới thiếu mất hết một cái thành phần được gạch dưới rồi ha các bạn. Ở đây nó có ba cái thành phần gạch dưới nè, thực ra nó phải là bốn cái thành phần gạch dưới, nó có chữ quýt này nè các bạn, bổ sung vô nha, hai cái chữ quýt. Nhưng các bạn an tâm bởi vì khi mà chúng ta cấu trúc thành câu A B C D đó thì hai cái chữ quýt với đáp án khác nhau rồi, A B A với C rồi nha các bạn. Lỗi sai ở đây, lỗi sai ở chỗ này là cái chữ mortal nè các bạn, mortal nè. Đây, mình nhìn thấy thấy rất là dễ bị lừa. Mình nói ủa nè, danh từ này thì đứng trước danh từ thì chúng ta dùng cái tính từ, nhưng mà tỷ lệ tử thì người ta không có dùng cái cấu trúc là một tính từ đứng trước một cái danh từ như các anh chị, mà người ta sẽ dùng một cái noun compound, có nghĩa là một cái danh từ kép nha. Và chỗ này chúng ta phải sửa lại một cái danh từ kép của nó, chính là mortality. Rate nghĩa là tỷ lệ tử nha. Đó. Advancement là những cái tiến bộ nè. Cái image bình thường là image là hình ảnh đó, nhưng mà khi người ta dùng là imaging technology thì chúng ta phải dịch là công nghệ chẩn đoán hình ảnh nha. Morbidity là tỷ lệ mắc bệnh nha các bạn, còn cái mortality rate là tỷ lệ tử nha. Mà liên quan đến cái brain abscess nghĩa là liên quan đến nè, associated with nè, brain abscess là áp xe não nè, thì đã giảm. Ok, trong những thập niên gần đây, recent decades, reduce là giảm xuống. Ok, đó. Nên là ban đầu mà bạn dịch ra, bạn cũng không có thấy một cái chỗ nào. Mình dịch mình cũng cảm thấy nó rất là smooth nha. Nhưng mà mình nhìn cái cấu trúc song song ở phía trước nè, đó, the nè, nó chốt với cái chữ rate ở phía đằng sau nè, nha. Và hai cái chữ mà song song với nhau nè, morbidity và cái chữ mortal nè, các bạn thấy không? Đó. Nha. Chứ còn nếu mình nhìn cái cụm nhỏ chỗ này mình nói tính từ đứng trước danh từ thì chúng ta lại không nhìn ra, nó dễ nhầm lẫn nha các bạn. Có những chỗ chúng ta phải dùng cái compound noun nha, giống như chỗ này, và nó có gợi ý bằng một cái cấu trúc song song ở phía đằng trước. Morbidity là tỷ lệ mắc bệnh, còn cái mortality rate đó là tỷ lệ tử vong. Câu số 4, câu số 4. Research on stem cells continue nha, câu số 4 cũng vậy. Câu thì hoành tráng, câu thì dài nhưng mà thực chất nó check chúng ta một cái điểm rất là đơn giản. Ở đây nè các bạn, nguyên cái này là chủ ngữ của câu nè. Research on stem cells là chủ ngữ của câu. Nhưng hỏi chủ ngữ gốc là chữ nào? Chủ ngữ gốc chính là chữ research chứ không phải là chữ stem cells nha các bạn.
Cái on stem cells này nè, chức năng của nó như là thành phần bổ ngữ, những cái nghiên cứu nào, những cái nghiên cứu về tế bào gốc nha. Vậy thì cái on stem cells chức năng của nó chỉ là complements, bổ ngữ cho cái chữ research ở đây thôi. Research mới chính là danh từ gốc quyết định cái động từ này là số ít hay số nhiều nha. Và dĩ nhiên cái động từ continue phải thêm s thì câu này mới đúng nha. Nên là câu nó dài nhưng mà thực ra cái chủ điểm ngữ pháp thì lại đơn giản nha. Câu số 5. Câu số 5. Stem cell research is regarded by many as one of the most fascinating areas of the contemporary biology and medicine. Ok. Trong bốn cái thành phần gạch dưới ở đây nè, chỗ này đúng là vị trí của tính từ, nhưng bổ nghĩa cho một cái danh từ chỉ vật thì thường người ta không dùng tính từ đuôi ed nha các bạn. Ở đây nó có hai cái dạng tính từ mà ngày xưa giờ chúng ta hay gọi vắn tắt là tính từ đuôi ed và tính từ đuôi ing đó các bạn nha. Giống như interested, interesting, relaxed, relaxing, fascinating, fascinating và excited, exciting nha. Và xưa giờ chúng ta học chúng ta phân biệt khi nào dùng cái tính từ đuôi ing và khi nào chúng ta dùng cái tính từ đuôi ed, mình hay nói vậy đó nha, cho nó dễ nhớ đó nha. Thì mình nói là bổ nghĩa cho cái tác nhân chỉ người á, thì chúng ta hay dùng cái tính từ đuôi ed, còn tác nhân chỉ vật thì hay dùng cái tính từ là đuôi ing nha. Cái đó là cái cách mình nói để cho dễ nhớ chứ không phải nó 100% như vậy, nhưng mà 80% thôi. Có những cái trường hợp đặc biệt nó riêng được, nhưng mà cái này là nó là chung rồi nè nha. Khi tác nhân của mình là cái chữ areas thì chỗ này không có yếu tố bị động mà nó là chủ động nha, nên chúng ta dùng là fascinating areas là được chứ không phải là fascinated nha. Còn nếu nó là ai đó mà hào hứng quan tâm về cái gì đó thì chúng ta mới dùng là fascinated nha. Câu số 6. Laboratory studies of stem cells enable. Enable đi với to thì cái lúc này cái chữ to learn là đúng rồi nè. To learn là chính xác nè các bạn, do cái chữ enable nè. Đó nha. About the cells essential properties and which. Ok, nãy tôi có giải thích cái này một lần nha. Sai là sai ở chữ which nè các bạn. Chỗ này không phải là đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ, mà chỗ này là mệnh đề danh từ nha. Mệnh đề quan hệ thường là mệnh đề tính từ nha các chị. Mệnh đề quan hệ chính là mệnh đề tính từ, nhưng ở đây không phải là mệnh đề quan hệ nha, mà ở đây là mệnh đề danh từ. Vậy thì các bạn biết là tại sao mình biết khi nào nó là mệnh đề danh từ, khi nào nó là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ nó còn gọi là mệnh đề tính từ, mà bạn biết rồi, chức năng của một tính từ để làm gì? Chức năng của tính từ là để bổ nghĩa cho danh từ, và mệnh đề quan hệ vị trí nằm của nó là nằm sau cái danh từ mà nó bổ nghĩa nha. Có nghĩa là mệnh đề quan hệ nó không có đứng khơi khơi mà nó phải đứng kè với một cái danh từ mà nó bổ nghĩa nha. Ở đây không phải là vị trí của động từ trong mệnh đề không phải là vị trí của mệnh đề quan hệ nha các anh chị, mà là mệnh đề danh từ thôi nha. Biết về cái gì đó. Câu số 7. Câu số 7. Ok. Of nè. Determined by nè. Cái chữ này is và by ở chỗ này thì cái gì determine là không có gì sai cả các bạn. And the amount by the amount and, các bạn thấy cái chữ and đó. Distributes of melanin in cortex. Tới đây là các anh thấy có vấn đề. Đây. Thế các bạn. Chỗ này nè. Các bạn thấy cái chữ and ở đây nè. And thì song song của cái nào? Thật ra nó là song song của chữ distributes này. Với cái chữ nào? Với cái chữ amounts nha các bạn. Với cái chữ amounts ở phía đằng trước nha. Hai cái từ này đều chịu bởi cái từ the ở đây nè. Nè, bởi cái chữ the ở chỗ này. Vậy thì chỗ này cái form phải là cái form của danh từ. Giả lại phía sau người ta dùng giới từ of nữa nè, thì chắc chắn cái chỗ này phải là danh từ. Nên ở chỗ này á, bạn mà hiểu nhầm cái chữ and này mà là song song của chữ determined ở đây á, mà bạn không nhìn ra chữ distributed là sai nha. Nó song song nhưng mà phải song song với cái nào nha các bạn. Chỗ này là distribution. Nó đúng là cấu trúc song song nhưng là song song của chữ amount ở phía đằng trước nha. Của chữ amount này nè, chứ không phải là song song của chữ determine là tuốt đằng trước nữa nha. Distribution. Ở bên sau nó có chốt bằng cái giới từ of nè các bạn. Thì cái vị trí mà nằm chen giữa mạo từ the với giới từ of là vị trí của danh từ.
Hoặc là mình nhìn cấu trúc song song là chữ amount với chữ này cũng phải là danh từ nha. Tiếp tục câu số 8. Câu số 8. Trong bốn cái thành phần được gạch dưới có một cái thành phần sai nè, mình có physical nè là một nè, tôi tô đậm lên để các bạn thấy cho nó rõ ha. Soft nè, conscious và cái từ with. Ok. Physical examination nha, cái examination là khám đó các bạn, và physical examination thì chúng ta dịch là mình đừng có dịch là khám thể chất nha các bạn, mình không dịch khám thể chất nha, mình nói khám lâm sàng chung chung thôi được nha, chứ mình không có dịch sát, nghĩ ra mình nói khám thể chất thì cho thấy rằng nha. Lúc mà khám lâm sàng á, thì cho thấy sao? The patient was conscious, nghĩa là bệnh nhân tỉnh nha, conscious là còn nhận thức được, còn tỉnh táo. Rồi, had sensitivity with light reflex. Okay, sensitivity á, là bị nhạy nha, nhạy cảm với phản xạ ánh sáng. Okay, light reflex là phản xạ ánh sáng, bị nhạy cảm với cái gì đó, bị nhạy với cái gì đó nha, và bị gì nữa, bị cái cổ mềm. Vậy thì chỗ này nè, tôi minh chứng cho bạn, nếu bạn biết được hết nghĩa của từ những cái từ này, bạn dịch ra đó, bạn vẫn không phát hiện được cái lỗi sai, bởi bạn thấy nó hợp lý quá mà. Ha. Khám lâm sàng cho thấy thì bệnh nhân sao? Bệnh nhân còn tỉnh táo nè, bị nhạy cảm với cái phản xạ ánh sáng nè, và cái cổ mềm, nha, bị cổ mềm. Nha. Mình không thấy bất kỳ một cái vấn đề nào khi chúng ta dịch, nhưng các bạn lưu ý lỗi sai ở đây là sai ở từ with. Bởi vì cái chữ sensitivity á, nhạy với cái gì đó, sensitivity ở chỗ này nó không đi với từ with mà nó đi với từ to nha các bạn. Nha. Nha, nên là tiếng Việt mình dịch là nhạy với cái phản xạ ánh sáng, không thấy gì sai cả nha, nhưng cái ngữ pháp nó đang bị sai, với từ to mới là với từ đúng nha. Examination là khám, là cái bệnh, khám bệnh, và physical examination thì chúng ta dịch là khám lâm sàng cho thấy rằng thì được rồi. Câu số 9 nha, câu số 9. Ok, câu số 9 lúc nãy chúng ta cũng có nói một lần ha các bạn. Lỗi sai nó cũng chỉ nằm một trong các cái thành phần được gạch dưới ở đây. Trong bốn cái thành phần được gạch dưới ở đây. Vậy thì các bạn coi nha. Nhìn lướt sơ qua mình thấy chỗ này có cái chữ and. À, có cấu trúc song song. Cái nào song song với cái nào? Cái nào song song với cái nào? Cái này nè. Cái này song song nè. Với cái này nè. Ok. Hai cái này song song với nhau nè các bạn. Vậy thì chắc chắn một trong hai cái phải có cái sai. Nha. Hai cái nối với nhau bằng cái chữ and, một cái thêm s, một cái thêm ing là chắc chắn phải có cái sai. Nha. Lỗi sai chỉ có thể nằm một trong hai thôi. Còn cái chỗ này by cộng với động từ thêm ing là không có sai nè. Which try do cái viruses này là số nhiều thì cái chữ try người ta giữ nguyên mẫu cũng không sai. Vậy thì ở đây sai là ở câu A hay là câu B, có nghĩa chữ leave sẽ là chữ providing thôi. Vậy các bạn coi lại cái câu này nè. Cái câu này nó có chủ ngữ là cái chữ epidermis. Nó đã có cái động từ chính. Động từ chính là cái chữ has nha các bạn. Nó đã có cái động từ chính là cái chữ has rồi. Nha, ok nha. Vậy thì cái động từ này là động từ trong mệnh đề quan hệ, chứ không phải động từ trong mệnh đề chính nữa nha. Vậy chỗ này nè là câu sai nè các bạn. Cái chữ leaves này là sai nè. Nha, bạn sửa lại như thế nào cho nó đúng. Chỗ này bạn không thể nào sửa lại là does leave được. Riêng với chỗ này bạn không thể sửa lại bằng does leaves được. Bởi vì phía sau nó có cái chữ providing, có nghĩa là nó đã dùng dưới dạng rút gọn. Vậy thì chỗ này buộc bạn phải sửa lại với dạng rút gọn của nó là leaving. Nha, leaving. Ok. Lỗi sai là chỗ này hết các bạn. Nha. Đúng lý mình phải nói là a group of resident bacteria that live on its surface and provide protection. Đúng không? Nha. Có nghĩa là mình dùng chung cái chữ that đó, thì mình lúc đó mình chỉ cái chữ live và chữ provide nguyên mẫu do cái bacteria là số nhiều. Nhưng ở phía đằng sau nó đã bị giới hạn bởi cái chữ providing nè. Thì ở đây mình sửa lại cũng phải là sửa living. Hơn là chúng ta không cần phải sửa lại trong quá trình chúng ta làm bài. Chúng ta chỉ cần nhận dạng cái lỗi sai nha các bạn. Nha. Rồi. Tiếp tục câu số 10. Câu số 10 lỗi sai của chúng ta là chữ enable nha, enable nha các bạn. Đây. Nha, tại sao cái chữ enable nó bị sai nha, mà chúng ta phải sửa lại là to enable, phải là động từ nguyên mẫu có to thì chỗ này mới là đúng.
Enable là động từ nha các bạn, nó là làm cho có thể, làm cho có thể. Chỗ này phải là vị trí của động từ nguyên mẫu có to. The femoral nerve also has afferent neurons that send messages from the brain to the quadriceps muscle to enable walking. Cái from này nè là nó đi với chữ to nha các bạn. From này nè đi với chữ to. Đâu rồi? Ủa nó nhảy ra mất tiêu rồi các bạn. Đây, chữ from này là nó đi với chữ to này là từ đâu cho đến đâu nha. Còn cái chữ to ở chỗ này là cụm từ chỉ mục đích này các bạn, để làm cái gì đó nha, để làm cho cái việc đi lại có thể thực hiện được nha. Thì cái chữ to này là chữ to để nè nha. Còn cái from to này là từ đâu cho đến đâu nè. Cái chữ to này là to giới từ nè. Còn cái chữ to mà đang ở cái chỗ thiếu sai này nè là cụm từ chỉ mục đích. Thì chỗ này là to enable hoặc là in order to enable hoặc là so as to enable nha các bạn. Hai cái chữ to này hoàn toàn cái chức năng của nó khác nhau ở trong câu nha. Ở đây là vị trí của cụm từ chỉ mục đích nên chúng ta phải dùng là to enable nha. Rồi, một cái dạng bài tập gap filling nữa. Vậy thì cái cách chúng ta làm đối với cái dạng bài tập của cái task số 4 này sao các bạn? Đầu tiên nha, nếu tôi chậm á, tôi sẽ xác định loại từ của những từ cho sẵn ở trong cái khung. Chẳng hạn như improvements nè, nó là danh từ. Và yeah, prosthesis, à, nó là danh từ. Numbness, doneness nè, nó là danh từ. Relief, nó là động từ nè. Ok, plasty là đuôi của danh từ nè. Grace là đuôi của danh từ nè. Nerves, danh từ số nhiều nè. Replacement, đuôi của danh từ nè. Resurfacing là động từ thêm binh nè. Degenerative là đuôi của tính từ nè các bạn. Dutive là đuôi của tính từ. Có nghĩa là bước đầu tiên tôi xác định cái loại từ của những từ cho sẵn ở trong cái khung này nha. Bước thứ hai, tôi sẽ xác định cái vị trí này chúng ta cần cái loại từ gì nha. Rồi từ đó chúng ta loại suy ra. Có nghĩa là ở đây có 10 cái chỗ trống. Thường người ta cho chúng ta là 2, 4, 6, 8, 10. Không có cho 10 từ gì đâu các bạn. Người ta sẽ cho 15 từ chẳng hạn nha. À, mình chọn nó phải có cái dư ra, phải có cái loại suy này dân 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 nha. Chứ chúng ta không có chọn mà gọi là 10 chỗ trống cho có 10 từ. Vậy thì nó quá dễ nha. Ở đây người ta đang câu số 1 nha. Vị trí này phải là vị trí của một cái danh từ, một cái noun. Mà cái danh từ này nó phải đề cập đến cái thủ thuật này nè các bạn. Surgical procedure, đó là một cái thủ thuật nha. Một cái thủ thuật để làm gì? Restore the function of a joint. Ok, đây là tạo hình khớp. Một cái thủ thuật để tạo hình khớp. Vậy thì đáp án số 1 của chúng ta dùng cái từ là arthroplasty. Đây là cái số 1. Ok, tôi ghi chú là vậy nha, để các bạn. Còn không tôi ghi vô đây luôn, trực tiếp vô đây luôn. Arthroplasty, nó là một cái surgical procedure nè các bạn. Đó, nha, là một cái thủ thuật tạo hình. Nè, chúng ta nhìn thấy cái đuôi là plasty là chúng ta thấy được cái surgical procedure này, nó tương ứng như vậy. Rồi, cái số 2, trước nó là có giới từ by, vậy thì chỗ này nè, by the bones, thì chắc chắn chỗ này phải là một cái, nếu là động từ thì phải là động từ thì minh như các bạn, và chỗ này nè, các bạn thấy không, đâu có cái nào mà so sánh được nữa, chỉ có cái câu này, câu số 2, à. Câu số 2, đây, câu số 3 nè, an artificial joint called chắc chắn là một danh từ và nó đồng nghĩa với chữ là cái khớp giả nha, nó đồng nghĩa với cái chữ này nè, cái khớp giả nha, và cái danh từ mà đồng nghĩa tương ứng đó chính là prosthesis này nè các bạn. Đây. Đây là đáp án số 3. Rồi, câu số 4 này các bạn coi nè, osteoarthritis. Ok, nó mới giải thích là gì? O, nó dùng cái chữ O nè. Joint disease, vậy thì vị trí này phải là vị trí của một cái tính từ nha. Nó giải thích ra của cái từ là osteoarthritis, nó chính là một cái bệnh lý về khớp mà sao suy giảm nha. Chỗ này là vị trí của tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ là joint disease ở phía đằng sau này các bạn nha. Chữ joint disease ở phía đằng sau và chỗ này chúng ta chọn đáp án của mình là degenerative, nghĩa là suy giảm.
Tiếp tục câu số 5. The arthroplasty may be used when medical treatments no longer effectively. Yeah, medical treatments, cái này là chủ ngữ gốc nè. Chủ ngữ gốc chỗ này các bạn, no longer effectively có nghĩa là không còn hiệu quả cái gì nữa. Đây là trạng từ. Vậy thì vị trí số 5 này phải là vị trí của một cái động từ, của một cái verb. Mà cái verb này chúng ta còn khẳng định nó phải là một cái verb nguyên mẫu nữa, bởi vì cái chữ treatments của chúng ta nè, danh từ số nhiều nè các bạn. Và ở trên này động từ mà nguyên mẫu thì chỉ có chữ relief này thôi. Không ai cho vậy hả các bạn? 10 chỗ trống thì ít nhất người ta cũng phải cho 15 từ đúng không? Nó mới gọi là cái gì đó challenging, nó thử thách mình. 10 chỗ trống cho có 10 từ ha. Ok. Tiếp tục câu số 6. Câu số 6 các bạn xem. Câu số 6 vị trí của nó là đứng sau cái chữ là substantial. Substantial là tính từ nè. Thì vị trí này của số 6 phải là vị trí của một cái danh từ. Ok. Nãy giờ những cái nào mà điền rồi thì chúng ta đánh dấu nó hả các bạn? Để loại suy ra nè. Rồi, đây. Đó, còn lại có 5 từ thôi. Improvement, numbness, rest, nerves hoặc là replacement. Ok, đều là những cái danh từ hết. Nhưng cái vị trí này là vị trí đi sau cái tính từ là substantial with the joy pain. Nha, thì cái số 6 này chúng ta sẽ điền cái chữ là improvements. Nha, improvements. Số 7, yeah. Please see hip and knee replacement surgical procedures for more specific information. Nha. Cái số 7, đáp án của chúng ta thì có cái chữ hip phía trước này các bạn. Nha. Thì chỗ này chúng ta chọn được cái chữ replacement là sự thay này các bạn. Thay khớp hông này. Đó. Đây. Hip replacement. Đây. And knee replacement này các bạn thấy nó có cái gợi ý đây rồi nè. Đó, nha. Câu số 8. À, câu số 8. Cái gì đó hoặc là blood vessels nha các bạn nha. O nè, nó có cái chữ O nè, hoặc là nè, blood vessels nè, các cái mạch máu nè. Đó. Vậy thì cái số 8 chúng ta chọn là chọn cái chữ nerves nè các bạn. Nerves. Các cái dây thần kinh hoặc là các cái mạch máu. Nerves. Số 9. This results in weakness. Or, các bạn thấy không? Results in là dẫn đến, gây ra cái gì đó. Now, weakness nè. Cái sự nhược nè các bạn. Đây. Or. Ok. Vậy thì các bạn cũng thấy nó phải có cái sự tương đồng nha. Chỗ này chúng ta chọn cái từ là numbness. Rồi. There may be other. Now, other là phải đi với một cái danh từ. Ok, depending on specific medical risk, ở chỗ này chúng ta chọn cái từ là risk, nguy cơ. Đó, các bạn. Vậy tôi nói lại cái cách để chúng ta thao tác cái dạng bài tập này nếu chúng ta có gặp nha các bạn. Đầu tiên là bạn phải xác định loại từ của những từ cho sẵn là cái gì. Chịu khó ghi chú cái loại từ của nó, chẳng hạn như improvement, đây là danh từ nè. Prosthesis là danh từ nè, numbness là danh từ nè, crisp là danh từ nè, relief và động từ nguyên mẫu. Bước thứ hai, chúng ta nhìn trước nhìn sau cái chỗ trống để chúng ta xác định coi cái chỗ trống đó chúng ta cần loại từ gì. Vậy thì từ 15 cái từ cho sẵn á, khi bạn làm phân tích đến cái bước thứ hai á thì bạn còn giới hạn lại, chẳng hạn như cái chỗ số 1 á chỉ còn lại 4 lựa chọn hoặc là 3 lựa chọn gì đó thôi nha. Có nghĩa là từ cái việc mà 15 từ để khơi khơi gì vậy, chúng ta làm lần lượt từng bước thì đến bước thứ ba khi các bạn làm, bạn biến nó thành một cái câu giống như câu trắc nghiệm vậy đó. Và có những câu khi bạn phân tích đến bước thứ hai rồi bạn chốt được liền cái đáp án luôn, bởi vì nó đi thành từng cái cụm cấu trúc với nhau nha. Đó, rồi câu nào xong rồi thì mình cứ loại suy mình bỏ ra. Ở đây nó chỉ có 10 từ và 10 chỗ trống, nhưng mà tôi nói các bạn thêm một cái cách để các bạn nhìn nhận nè. Giả sử ở đây, đây là 10 cái từ khóa và 10 cái đáp án nè. Nhưng mà nếu là tôi làm á, thì tôi bắt đầu tôi cho như vậy nè các bạn. Chẳng hạn như improvement nha. Rồi cái tôi cho thêm cái từ improve. Improve. Ok. Cái chữ relief nè. Relief nè. Cái tôi cho thêm cái từ là relief chẳng hạn. Rồi. Cứ dày nè. Tới. Thì tôi sẽ có được 15 từ nha. Numbness. Tôi sẽ cho tiếp một cái từ nữa là từ năm chẳng hạn. Đó nha. Ok, làm sao mà đủ lượng từ 15 từ thôi. Vậy thì các bạn coi các bạn sao nè. Khi bạn đọc tới cái câu, chẳng hạn như bạn thấy cái chữ này, chữ relief
là đáp án của cái số 5, và số 5 là vị trí của cái động từ nguyên mẫu, nên chúng ta chọn cái relief. Chúng ta chốt cái chữ relief này là cái đáp án nè. Vậy thì bạn coi cái dòng họ của chữ relief ở trong cái list này chính là chữ relief. Nó chính là cái đối trọng của chữ relief. Và mục đích của nó đưa vào là để chúng ta confuse giữa hai cái lựa chọn cùng một cái gốc từ nha. Vậy không phải lúc nào 100% nó cũng là như vậy, nhưng 80% thì tôi sẽ đưa cái chữ relief này vào cái danh sách không lựa chọn nha các bạn, bởi vì nó chính là đối trọng của chữ relief và tôi đã chốt đáp án là chữ relief rồi đó, động từ nguyên mẫu rồi, thì cái danh từ relief này tôi bỏ nha. Hay tôi thấy à, cái vị trí này là vị trí của chữ improvement, tôi khẳng định cái improvement là đáp án của tôi cho cái câu số mấy nãy quên rồi ta, câu số 6. Vậy thì cái chữ improve với các bạn, cái chữ improve ở đây nè, tôi cân nhắc loại nó ra khỏi cái list lựa chọn nha, bởi vì mục tiêu người ta đưa vô đây là để đối trọng với chữ improvement này nè. Một khi mình đã khẳng định cái chữ improvement này là đáp án rồi thì cái gia đình từ liên quan đến nó nè là cái chữ improve này nè, tôi đưa nó vào cái danh sách mà gọi là nguy cơ cao, loại ra nha các bạn. Và khi các bạn làm này lần lượt từng bước á, thì người ta có cho mình 15 từ đi chăng nữa thì các bạn cũng loại suy được một cách dễ dàng nha. Ok, hay chẳng hạn như ở chỗ này đi, ở đây người ta cho mình là resurfacing, nhưng mà nếu cho thêm cái gia đình từ là resurface có nghĩa là cái động từ nguyên mẫu của nó đó, bạn đã chốt ở chỗ này là đáp án là thibbing nè, thì cái danh từ mà nguyên mẫu của nó resurface chúng ta cũng phải đưa vào cái danh sách mà bị loại, có nghĩa là mục đích ban đầu người ta đưa ra cái cặp từ đó là để đối trọng nhau nha. Mình đã khẳng định à thằng này là đáp án thì cái thằng đối trọng còn lại là mục tiêu loại nha các bạn nha. Cái đó là cái nói chung là chúng ta làm, nhưng mà mình cũng phải tính toán một chút xíu nha, mình phải chủ động một chút xíu và quan sát một chút xíu nha các bạn, chứ còn là chúng ta nhào vô mà chúng ta dịch cả cái đoạn này ra nha. Làm gì mà ai cho chúng ta một cái đoạn nào mà chúng ta biết hết tất cả các vốn từ, không có đâu nha các bạn. Chắc chắn sẽ có những cái từ vựng khó mà chúng ta chưa gặp lần nào để làm cho mình confuse. Nhưng nếu mình nắm được cái chiến lược làm bài cho cái dạng đó thì cái từ vựng đó nó không có ý nghĩa quá nhiều đối với mình nha. Dĩ nhiên ai mình ta có vốn từ tốt thì người ta làm ok nha. Còn không có vốn từ thì mình phải có chiến thuật nha các bạn. Rồi, đó là bài tập 4. Bài tập về dịch thì hôm qua có chia sẻ các bạn cái cách để làm rồi ha. Thứ nhất, giờ đừng nên bỏ trống lỗ chỗ nha. Cái đó rất dễ trừ điểm nha các bạn, mà trừ điểm rất nặng nha. Chúng ta nên cố gắng đoán cái từ mà chúng ta không biết dựa vào cái ngữ cảnh, dựa vào cái kiến thức của chúng ta về cái chủ đề đó nha. Thì ít nhất người ta cũng thấy được cái nỗ lực của mình trong cái chuyện mà mình chuyển thể cái câu dịch nha. Cái thứ hai, đừng nên bỏ quá nhiều thời gian cho cái đoạn dịch nha. Mình hay chỉnh chu cái đoạn dịch cho cố gắng dịch cho nó thật là xuất sắc luôn, thì bạn xuất sắc lắm thì bạn cũng lấy được tối đa là 10 điểm nha. Trong khi những cái phần khác nó cần mình thời gian đầu tư nhiều hơn. Nên chốt cho một cái đoạn dịch thì trung bình khoảng độ 15 đến 20 phút là tối đa. Như các bạn, cái time management của mình phải thật là chủ động nha. Mình nói như vậy thì cũng không có nghĩa là bạn nên bỏ cái đoạn dịch hẳn ra, không có nha. Cái đoạn dịch chính là cái cú cánh của chúng ta đó các bạn nha. Như tôi có chia sẻ, tất cả những cái phần câu còn lại đúng sai nó rất rõ ràng, trắc nghiệm mà, đúng là đúng, sai là sai, nó rõ ràng lắm. Nhưng cái phần dịch là cái phần chấm mà nó mang tính chủ quan, có nghĩa là nếu người chấm đầu tiên người ta cho 5 điểm nhưng mà cái người chấm thứ hai người ta nói ồ dịch này cũng được nè, à, thôi cho 6 điểm, ok, có nghĩa là nó mang tính chủ quan như vậy. Cái độ chênh lệch đó nó không, nó nằm trong cái mức mà cho phép thì vẫn chấp nhận được nha các bạn. Có nghĩa là trên lệch 1 điểm, 1 điểm rưỡi giữa hai cái người chấm thì vẫn chấp nhận được, hoặc là người ta thảo luận lại với nhau được nha. Điều đó có nghĩa là gì? Bạn nói ồ 1, 2 điểm quan trọng làm gì? Nhưng đối với những cái mốc điểm mà gọi là then chốt, chẳng hạn như 49, 50 đó các bạn, 48, 50 hay 47, 50 thì cái điểm dịch nó rất là quan trọng nha. Nó rất là quan trọng với chúng ta trong cái phần đó. Bạn mà không có cố gắng dịch được bất kỳ một cái đoạn nào thì người ta có muốn dớt chúng ta 1, 2 điểm cũng không có cái để mà dớt nha. Thì cái đó là cái chia sẻ thật lòng của tôi và cái cách để chúng ta dịch như thế nào cho nó hiệu quả nha. Và điều đó cũng không có nghĩa là bạn ghi bất kỳ một cái từ nào vô, miễn cái câu nó dài ra là được. À, chắc người chấm người ta không có đọc đâu, xin lỗi các bạn. Chúng tôi đọc rất kỹ cái phần dịch nha. Nên là những cái bài, có những cái bài á, tôi thấy ồ các bạn dịch ồ kín hết chữ,
nhưng mà tới chừng đọc lại nó trớt quớt so với cái đoạn dịch của mình. Có nghĩa là bạn ghi đại một cái đoạn bạn nhớ ở đâu đó vào, ôi trời ơi, mấy cái bài đó nó có một cái ác cảm rất lớn nha các bạn. Và lúc đó có muốn mà khách quan á thì gọi là cái sự tức tối ở trong lòng nó cũng không có kiềm chế được đâu các bạn. Nên là đừng làm chuyện đó, chúng tôi đọc hết đó nha. Rồi, một cái đọc hiểu nữa, nó cũng giống như cái đọc hiểu trong cái handout số 1 đó các bạn. Children with auditory problems, những cái đứa trẻ mà bị cái vấn đề về về thính giác này các bạn. Auditory, nhà về nghe đó, về thính giác. Đây là một cái đoạn đọc hiểu có tổng cộng là 12 câu hỏi với 3 dạng bài tập nha các bạn. Nha, bạn nhìn dạng bài tập đầu tiên từ câu số 1 đến câu số 6. Đọc các đoạn văn nha, từ được đánh dấu là từ A cho đến Y ngắn nè. Which section contains the following information? Đoạn nào chứa các thông tin sau đây? Đó, từ 1 cho đến 6 nha. Đoạn nào chứa các cái thông tin này thì các bạn đánh dấu, chẳng hạn như đoạn A, đoạn B, đoạn C, đoạn D, đây là dạng matching. Câu từ 7 cho đến 10 nha, trả lời câu hỏi với không quá 2 từ hoặc là một con số nha. Nó khác với cái chuyện bình thường trả lời câu hỏi của các bạn trả lời bạn ghi ra một đoạn văn dài luôn, ghi ra nguyên một đoạn rồi bắt giảng viên đọc đi, nằm ở trong đó đó tự đọc đi. Trời ơi, tới giờ phút này mà không kiếm được đáp án thì bắt tôi sẽ chỉ cụ thể, các bạn đừng làm vậy ha. Ở đây nó nói rõ luôn trên cái yêu cầu là không quá 2 từ hoặc là một con số nha, nên là bạn quá cái lượng 2 từ là coi như bạn không đáp ứng được cái yêu cầu của nó nha, mất điểm. Rồi, nên là đọc kỹ cái hướng dẫn nha các bạn. Nè, đó là từ câu số 7 cho đến câu số 10. Câu 11, 12, người ta cho chúng ta một cái list và kêu chúng ta chọn hai cái letters nha. Which two are mentioned by the writer of the passage? Hai cái ý nào sau đây được đề cập bởi tác giả của cái đoạn đọc ở trên? Nè, trong cái list tổng cộng là 6 cái ý từ A cho đến F nè. Các bạn chỉ chọn được hai cái letters. Và khi bạn chọn hai cái letters này thì không cần phải theo thứ tự nha các bạn. Có nghĩa là 11, 12 đó, bạn có thể để A, B hoặc B, A đều được hết nha. Người ta không care đến cái thứ tự cho cái câu hỏi từ 11 cho đến 12. Rồi, đó là một cái đoạn đọc hiểu. Và như tôi có nói, chiến lược làm á, thì chúng ta nắm, nhưng cái quyết định là cái practice của các bạn đó. Có nghĩa là bản thân các bạn phải trải qua cái thời gian các bạn đọc thử trước cái đã nha. Vậy thì hôm qua có nhờ các bạn về, các bạn in ra và làm bài trước thì không biết như thế nào ha bạn? Không biết các bạn có đọc chưa? Thì thôi, cứ để các bạn thêm khoảng độ 7 phút nữa. Bây giờ là 10:33, đúng 10:40. Chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ sửa cái phần này nha các bạn. Và trong cái quá trình đọc á, các bạn nên ghi chú lại các cái phần minh chứng nha. Để lát ở trong quá trình mình sửa bài á, tôi show các cái minh chứng thì các bạn theo dõi nó rất là nhanh, rất là dễ nha. Now you have only 7 minutes to finish this reading exercise. 7 phút nha. Câu số 1 đến câu số 6 đi các bạn. Mấy cái này là chỉ có viết cái letter thôi, nó ngắn gọn. Nên các bạn cho tôi cái đáp án vào cái chat box của các bạn thử nha. Tôi xem tình hình các bạn làm câu 1 đến câu 6 như thế nào. Ai được thì cho luôn 7 đến 10. Rồi 11, 12 thì càng tốt, nhưng mà ít nhất tối thiểu là 6 câu đầu tiên nha các bạn. Rồi, các bạn chưa làm xong đúng không? Chưa làm xong nên không thấy chia sẻ cái phần đáp án qua cái chat box với chúng ta. Thì thôi, các bạn cứ tham khảo cái đáp án của tôi nha.
Rồi, đây là phần đáp án của chúng ta cho 13 câu. Câu 11, 12, đáp án của chúng ta là câu A, câu C. Nhưng các bạn, người ta nói là in either order, có nghĩa là theo thứ tự nào cũng được nha. Không có nhất thiết là phải A đứng trước, C đứng sau. Hai câu đó không xét thứ tự nha. Ok, đây, các bạn nhìn lại đoạn văn. Các bạn sẽ tự check với cái phần minh chứng mà nãy giờ các bạn làm nha. Ở đoạn A, tôi có minh chứng cho hai câu 6 và câu 7. Thì các bạn. Đoạn B, minh chứng cho câu số 11, 12 và câu số 3. Đoạn C là minh chứng cho câu số 2, cái phần in đậm nha các bạn, phần tô đỏ đó. Các bạn chưa kịp đọc thì các bạn phải phải đọc nha, phải đọc qua để tự so sánh lại với cái phần gợi ý đáp án lẫn minh chứng của tôi. Là phần 5, câu số 5 ở đoạn D. Câu số 8 là nằm trong đoạn E nha các bạn. Rồi, câu số 9 của chúng ta là nằm trong đoạn G. Đây, invisible disabilities. Câu số 1 chúng ta thì nằm tuốt ở dưới đoạn H nè các bạn. Đoạn H còn là minh chứng của câu số 10 nữa. Xin lỗi, này là câu số 4. Đây là đáp án của câu số 4 chứ không phải là câu số 1. Đoạn văn cuối cùng là minh chứng của câu cuối cùng luôn á, là minh chứng của câu số 4. Đọc hiểu thì buộc các bạn phải cố gắng nha các bạn nha. Đọc hiểu thì không thể đọc dùm được nha các bạn, nên là chỉ cung cấp được cho các bạn cái kỹ năng hướng dẫn cái cách làm bài nha. Còn bản thân các bạn là các bạn phải cố gắng đọc thật là nhiều, thật là tốt á. Đọc nhiều thì chúng ta mới cải thiện được nha, cái kỹ năng đọc mới vận dụng được các cái strategies. Còn strategies khi mình nói ra chỉ cần một vài phút là xong, bởi vì nó là cái phần lý thuyết mà các bạn nha. Chỉ có practice mới giúp chúng ta gọi là perfect từ từ được. Rồi, đó là cái phần tôi phụ trách nha. Tôi phụ trách hai bữa ha các bạn, tối ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay. Thì ngày mai và tuần sau thì các bạn sẽ học với các cái giảng viên còn lại nha. Hy vọng rằng với cái phần chia sẻ của tôi với những cái chiến lược làm bài cho từng phần thì có thể giúp được cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn làm bài. So you have any questions for me? Yeah, nếu các bạn có thắc mắc gì. Xin lại đáp án của bài đọc. Các bạn chưa chụp kịp hết các bạn. Đây, đáp án của bài đọc chính là phần cuối cùng nãy của tôi đây. Rồi, còn các cái phần đọc minh chứng, tôi có ghi chú và có tô đỏ lên cho các bạn trong cái đoạn văn. Chắc các bạn cũng đã theo kịp rồi, đúng không? Đây, tôi chiếu lại cho các bạn một lần nữa nha. Từ đầu. Rồi, đây là đoạn A nè các bạn. Số câu tôi đánh tô vàng nha. Phần minh chứng thì tôi tô màu đỏ. Ok, rồi. Đó là toàn bộ cái phần handout mà tôi phụ trách nha các bạn. Nếu các bạn không có thắc mắc gì thì thôi chúng ta nghỉ. Ngày mai các bạn sẽ học tiếp nha.
We stop here. Goodbye, class, and good luck to you. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Okay, see you.